những ngày gần đây thì mình không đánh giá cao Na Vi lắm. Tất nhiên là họ vẫn mạnh thôi, bởi vì họ có một tập thể mạnh. Tuy nhiên thì cái trận đấu Overpass gần đây nhất mình xem Na Vi thì gần như là Beat chơi game một mình. Không biết rằng đến hôm nay họ đã cải thiện hay chưa. Rõ ràng thì nếu như hôm nay mà Overpass họ để thua thì hoàn toàn chúng ta có thể có một trận đấu BO3 trọn vẹn cả 3 map. Vâng, và để xem những nhận định đó của anh Huy có chính xác hay không. Mà bây giờ chúng ta sẽ không để khán giả chờ đợi lâu nữa, đến ngay với cái lượt thi đấu Piston Round này thôi. Nơi mà đội hình các thành viên Na'Vi họ xuất phát bên phía Cityside trước. Khá là dễ hiểu và 33% tỷ lệ chiến thắng sẽ là dấu hỏi rất lớn. Và rõ ràng là Natic thì chúng ta cũng đã thấy họ có những cái sự thay đổi về mặt nhân sự. Messi cùng với Alex đã những người ra lập, nhưng mà từ từ ở đây Perfecto có cho mình cái triple kill. Một khởi đầu quá tốt, chỉ 1 phút 30 giây thôi, Fnatic còn lại có hai người. Và giờ thì Perfecto làm được cho mình cái quad ra kill, và liệu rằng có A hay không đây. Nhìn thấy cặp lợt cuối cùng rồi, tin chắc rằng Perfecto sẽ xin đồng đội cho đi đẩy lấy cái mạng này không. Vẫn chơi rất cẩn trọng nhưng ăn một viên Glock vào mồm. Có vẻ như cái A nó lại xa tầm tay Perfecto hơn một chút rồi. Nhưng mà cái chiến thắng của Na'Vi thì đã là điều chắc chắn. Khi mà quả thủ đã rơi vào Zakino thì cũng chỉ còn lại đó là 55 HP. Vẫn đang cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, nhưng tôi tin rằng là anh chàng này sẽ không thể làm được gì hơn đâu. Một cái Piston Round thực sự là quá tuyệt vời với Na'Vi, và bây giờ thì mạng cuối cùng là dành cho Electronic chứ không phải là Perfecto. Nhưng 4 kill thì đã là đủ để anh chàng này tạo dấu ấn ngay từ đầu của game đấu này rồi. Một khởi đầu rất cháy đến từ Perfecto. Mới chỉ là cái Piston Round mà thôi, nhưng đã có cho mình đến tận 4 mạng gục rồi. 4 pha headshot liên hoàn. Và không thể đặt được quả C4 thành công, đồng nghĩa với Fnatic lượng trang bị của họ round thi đấu này sẽ là tương đối yếu. Đều là những khẩu đóng đinh cùng với giáp, lượng bom mìn sẽ là đủ để đánh một bài nhanh. Và có lẽ Fnatic sẽ nghĩ đến một phương án đánh thẳng vào bom site BU với cái hướng di chuyển này. Na'Vi chủ động cốc lại Monster rồi. Và bây giờ Flash bắt đầu trả vào, nhưng quả lửa này sẽ khiến các thành viên Fnatic chậm lại thêm một chút nữa. Họ vẫn đang chờ tham mình, Roland sẽ là thí sinh đầu tiên. Và tạm thời thì sẽ làm lợi thế 5v4 dành cho Na'Vi. Tiếp tục cố gắng đánh vào đây, DreamZ đổi được một rồi và Mayzy cũng vậy. Nhưng mà trước đó thì Electronic và Victo mỗi người hạ gục được một của bên team Fnatic. Và giờ thì Beast bắn hơi low skill một chút, nhưng như vậy đã là đủ rồi để đem về double kill cũng nhờ đó thắng thứ hai cho bên phía team Na'Vi. Vẫn đang là một khởi đầu rất xuê chèo mắt mái cho Na'Vi ở trên map pick của Fnatic. Tuy nhiên thì đó cũng chỉ là những cái lợi thế họ có được từ việc giành chiến thắng Beast Stone Round thôi. Tôi vẫn đang mong chờ đến cái tình huống mà Fnatic họ có thể full bài được ở cái round đấu tiếp theo. Còn round đấu này thì có lẽ sẽ chỉ là một tình huống Fnatic họ eco và câu kéo được lượng bom mìn về phía Na'Vi thôi. Chính xác là như vậy. Và hãy nói thêm một chút về đội hình Fnatic vào thời điểm này, khi mà với sự gia nhập của Alex cũng như là cái tên Messi. Và vào ngày 10 tháng 8 vừa qua, nếu như tôi nhớ không nhầm, thì đội Fnatic cũng đã thay luôn cho mình huấn luyện viên rồi. Đồng nghĩa việc cái lối chơi của họ sẽ có những cái sự thay đổi, khi mà đội hình Fnatic thời điểm gần đây thì đang không đánh giá quá mạnh sự ra đi của Xenovac, Tasha cũng như là cái tên JW hay là cả thời gian gần đây là Golden, đã khiến cho những cái dấu hỏi rất lớn đặt ra cho đội Fnatic. Và rõ ràng là một thế lực một thời điểm trước đây trong quá khứ nó đang dần dần lụi tàn rồi, thì không biết rằng ngày thi đấu hôm nay, ngày mở màn của bảng C, Fnatic có cho chúng ta một câu trả lời thích đáng hay không đây. 3-0, không ngoài dự đoán sau khi mà thấy Na'Vi họ chiến thắng cái Piston Round. Nhưng mà như đã đề cập rồi, cái round đấu thứ tư này là round đấu quan trọng với Na'Vi, khi mà Fnatic họ đã thể áp cho mình đầy đủ đó là 5 khẩu AK cũng như là full bom mìn. Còn Na'Vi thì vẫn trung thành với những gì xếp từ trận đấu trước thôi. Điểm nhấn duy nhất là Symbol đã có ốp nha. Và đây thì sẽ là cái thứ vũ khí tối thượng ở trong map thiếu này. Nhưng mà Fnatic thì có vẻ như họ đang muốn phi nhanh cùng một CV hay chăng. 4 người cùng cá rô phi ra cũng belong rồi, và chỉ để lại một mình đó là chàng Leke khu vực đẩy. Nhưng bên phía Na'Vi thì cũng rất nhanh chóng, họ thiết lập lịch 3B từ sớm luôn, là có cả một người connect nữa hoàn toàn thể back về bắn toàn bộ bom CB từ Na'Vi. Nếu như nghe tiếng động định của bên phía team Fnatic vào giờ thì đã thấy chúng cũng trả ra rồi, tạm thời chậm lại một chút đến từ hai team thôi. Đội hình Fnatic hiện tại thì lượng bom mìn của họ cũng đang tương đối đủ đầy và có vẻ đang căn vết để ném ra những quả nên được stack. Lửa trả ra rất khôn ngoan, Roland và Crimzy đều mất cho mình vị trí. Sau đó là một góc push lên, có vẻ tham mình là không quá tốt. Ở đây Alex thấy ơi, lỗi skill Boomish có mà cũng như Roland làm đôi. Simple đã backup kịp thời và cùng với cái tên Beat sẽ có một tình huống retake từ khu vực connector này. 3v2 vẫn còn cơ hội để bộ đôi của Na'Vi có thể tỏa sáng, đặc biệt là khi Simple vẫn còn sống. Và lượng bom mìn của anh chàng này là đủ để giúp cho Na'Vi đến được round thi đấu chiến thắng thứ tư. Beat có kit và điều đó đang giúp cho bộ đôi bên phía Na'Vi họ chơi rất chậm rãi, nhưng mà sau cái tình huống được boost lên không thấy ai như này thì có lẽ là quay về safe thôi.
huống mà không có nhiều cơ hội cho bộ đôi bên phía team Na'Vi. Bom Saibi mà không còn đồ thì rất khó để retake. Chỉ một smoke hay flash tôi tin là không đủ. Đặc biệt là khi hai đứa retake về từ không có nick nữa. Và đó là một 3 bên phía một cái khởi đầu cũng rất tuyệt vời dành cho họ ở trong cái lượt thi đấu đầu tiên này. Khi mà ngay là full bài đầu tiên thôi thì cũng đã có được cho mình chiến thắng rồi. Vậy chỉ mất có 2 súng để làm điều đó. 1-3. Và hiện tại thì các thành viên Fnatic đã có cho mình lượt thi đấu chiến thắng đầu tiên. Chúng ta thì cũng không có quá nhiều thông tin về Fnatic tại bất cứ một mát thi đấu nào cả. Đội hình của họ thì mới có những sự thay đổi nên trên HLTV không thể nào cập nhật được. Và vừa rồi ở trên bàn phân tích của đội ngũ ESL thì họ cũng đã nói rằng có lẽ vấn đề lớn nhất Fnatic đang có thể gặp phải vào thời điểm này sẽ là vấn đề về mặt giao tiếp. Khi mà bộ đôi mới là Alex cùng với đó là Messi là hai người Anh. Nhưng mà tôi cũng không nhớ chính xác đó là phân tích viên nào thì bảo rằng người Thụy Điển nói tiếng Anh cũng rất tốt nên có lẽ sẽ không gặp vấn đề gì đâu. Họa chăng chỉ là phong cách thi đấu cùng với phong cách côn team của Alex sẽ ảnh hưởng nhiều đến bộ đôi Fnatic mà thôi. Và ở đây thì Simple đã có cái mạng đầu tiên rồi. 5v4 lợi thế quá lớn về người Electric đẩy lên có thêm một mạng nữa. Phiêu lần tạc bao xài nhưng không thể ảo cũng được Boomish thành công. Alex tới nơi, Alex có một. Nhưng liệu rằng thế có là đủ hay không đây khi Simple bắt đi được Alex thành công rồi. Một mình Zekinho 1v3 và Simple lắc ra 4-1 dành cho Na'Vi vô cùng dễ dàng. Khẩu ốp trong tay Simple đã có một tình huống lên tiếng kịp thời trong round đấu này. Trước khi mà Fnatic họ định đi quá xa. Một tình huống mà thời điểm ban đầu khi mà Simple được boost lên, tôi tin rằng anh chàng ở B-shot của Fnatic đã ngó thế rồi. Không hiểu sao thì vẫn đứng khá là mông lung đến từ Fnatic để cho Simple có một cái rebake thành công. Có vẻ như là họ không tin rằng Simple dám rebake tình huống đó. Ở round tiếp theo này thì bên Fnatic họ vẫn chảy cối up luôn. Tuy nhiên thì cái giá phải trả đó là Meiji thì chỉ có đó là một cái DE thôi. Nhưng mà cái lượng bom mìn nhiều như thế này thì vẫn có hy vọng cho Fnatic. Và nên nhớ rằng là bên phía Na'Vi thì lượng tiền cũng chưa phải là quá nhiều. Nếu như Fnatic thắng được round đấu này thì hoàn toàn có thể ép Na'Vi về thế yếu tiền nha. Và đó phải nhận chú ý của Fnatic ở trong cái round thứ 6 chúng ta. Vậy chờ xem nào, Simple một tiếng né flash ra dẹo và đây là một fan xiên đến từ chữ Simple rồi. Bắn một được hai và như thế này thì có khi là lại tan vỡ từ Fnatic thôi. Một cái khởi đầu round đấu cực kỳ tuyệt vời trên phía của Simple. Bây giờ thì bộ các thành viên Fnatic họ chỉ còn có 3 người mà thôi. Messi thậm chí vừa mới nhặt lại cho một khẩu AK nhưng biết đẩy lên được một quả tam minh rất tốt. Có đi cho mình cái đầu của Crims rồi. Hai người còn lại làm như thế nào đây? Vị trí của Beat vẫn đang muốn nhồng. Họ đã có quá nhiều lợi thế. Zekinho cùng với Messi vẫn đang cực kỳ sợ hãi. Khi một người bò vào và Messi thì vẫn đang phải kề lại. Một tình huống nhảy check và đã phát hiện Zekinho thành công. Round thắng thứ hai có vẻ như đang xa rời vòng tay Fnatic rồi. Họ đang không đủ lượng bom. Và quả C4 trên người Zekinho sẽ không thể nào luân chuyển vào trong bonsai A thành công. Boomish bị bắn yếu nhưng Na'Vi họ đang có một người ở ngay sau lưng các thành viên Fnatic. Electronic trong một tình huống bắn sau lưng địch chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu. Vấn đề có lẽ chỉ còn là thời gian trước khi mà Na'Vi chạm vào cho mình con phố 5 của map Overpass này. 2v5 là quá khó để cho Meiji nhưng Zekinho có thể làm điều gì, đặc biệt là khi mà Simple vẫn còn đang sừng sững bom xe. Khả năng cao đây sẽ là cái mạng tiếp theo Simple thôi, có flash được trả ra và cái điều đó cũng giúp cho Meiji sống sót được thêm một chút nữa, nhưng mà cũng chỉ là một chút thôi khi mà Electronic đã móc máy tới nơi. 5-1 cho Na'Vi và chúng ta sẽ lại một tình huống double pick đến từ Fnatic và chuyển hóa thành double kill rất nhanh chóng. Ý tưởng thì là hay nhưng mà hơi đen khi mà đối tượng thí nghiệm của họ lại là Simple. Nhiều người cũng đang có những cái đoán già đoán non rằng Simple năm nay rất có thể sẽ là top 1 của HLTV sau 2 năm liên tiếp anh chàng này bỏ lỡ danh hiệu đó vào tay Zaiwu. Và có lẽ điều đó hoàn toàn có thể xảy ra khi mà thời điểm nửa đầu năm 2021 này Na'Vi đang bắn không khác gì lên đồng cả. Tất cả những player của họ đều đang tỏa sáng. Tài năng trẻ bít thì cũng đã chứng minh được cái tên của mình ở giải thi đấu IEM Cologne 2021. Và rõ ràng là với việc Vitality năm nay đang chưa thực sự có những danh hiệu nào cả thì việc mà Simple có thể có ngôi vương của HLTV năm 2021 cũng là một điều dễ hiểu mà thôi. Quay trở lại với round đấu này thì có lẽ sẽ lại là một cái chiến thắng dễ dàng của Na'Vi khi mà Fnatic thì hoàn toàn chỉ là những khẩu DE. Đúng hai cái giáp một như thế này thì thực sự rất khó để có thể xâm phạm vào Na'Vi thời điểm hiện tại. Nhưng thấy rằng là game đấu mở màn ngày hôm nay thì Simple đang vào form rồi. Quan trọng của Na'Vi thì luôn luôn chỉ là phong độ của Simple thôi, và Simple đang hai như thế này thì cảm giác như là hơi khó để Fnatic họ có thể làm khó được Na'Vi với chỉ những khẩu DE. Cũng chỉ còn lại một phút thôi. Có lẽ Fnatic cũng chỉ cố gắng câu kéo cái lượng bom mìn đến phía City side. Điều duy nhất mà họ có thể làm thời điểm hiện tại.
bắt đầu vào khung toilet rồi. Simbo kê ngoài và có người kê trong thì thực sự không có đường nào để bên phía Vatic có thể di chuyển vào. À, một cách toàn mạng đâu vào đây rồi. Beat khai pháo có tiếng làm được một rồi, và thậm chí rằng là có thể làm thêm nha. Ở đây thì Simbo đã bắt đi được thêm một người nữa, Fnatic. Có vẻ như bây giờ ba người còn lại Fnatic không biết phải đi đâu về đâu cả. Messi nhặt cho bên khổ M4 bắn DE là tốt. Simple đã phải nằm xuống đưa tình huống về, đó là 3v3. Messi đẩy vào có check up thành công với cầu đấy. Perfecto vẫn bắn tốt, double kill cho Perfecto. Và Boomish kết thúc round thi đấu chiến thắng dành cho Na'Vi. 6-1 bên phía CitySide, đây còn không phải sai mạnh của Na'Vi tại map thi đấu Overpass này. Thực sự thì các thành viên bên phía Fnatic họ đang cảm thấy rất khó thở rồi. Round đấu mà bên phía Fnatic với những cây DE thôi, mặt tích cực thì họ cũng đã bắt được một lượng súng nguyên về tên Na'Vi. Hai khẩu súng cũng là một cái vấn đề. Tuy nhiên thì Na'Vi họ vẫn đang có cho mình một lượng trang bị rất tối tân trong round thi đấu này. Fnatic thì họ đến cho mình cái round đấu full buy tiếp theo. Lần này thì có sự khác biệt khi mà Jackino đã có ốp rồi, nhưng bên phía của Na'Vi thì mid đẩy lên mid rất tự tin. Mặc dù cầm M4 thôi nhưng mid vẫn đang cố gắng chơi chủ động ở khung mid này để có thể lấy thông tin. Vô xin có phát đẩy ra rồi, còn phát là tốt nhưng Prolan lại không mù. Và đây là thiếu 1-2, khi mà không lúc đó thì Messi cũng spam chết được Electronic luôn. Lợi thế người đã có Fnatic nhưng Simple đây thì hoàn toàn có thể cân bằng tình huống đó. Và đúng là như vậy luôn, Crimz đâm xuống lại chỉ là tướng 3v3. Và bây giờ thì nếu như vào B, Fnatic sẽ lại phải tìm cách vượt qua con quái vật bằng tên Simple thời điểm hiện tại. Chính xác là như vậy, và thậm chí trong bom side B bây giờ lại còn đang có sự chấn thủ Perfecto. Player cũng đang cực kỳ là vào tay. Hai player này mà chấn thủ bom side B thì thực sự Fnatic rất khó đánh. Simple lắc ra có cho mình một mạng, Perfecto cũng làm điều tương tự. Brolin ở đây cần phải có một tình huống thi đấu tốt. Brolin một máu và nằm xuống ngay lập tức. 7-1, và thực sự thì Fnatic đang chưa thể đưa ra được một câu trả lời cho đội hình của Na'Vi. Rõ ràng là chúng ta đang thấy rằng họ đang có những vấn đề. Crimz, một người được mệnh danh là hòn đá tảng Fnatic, thì đang có một phong độ không thực sự tốt. 1-8 cây đi hiện tại đã nói lên rất nhiều điều. Và với cái tình trạng hiện tại, Captain Alex đã phải đưa ra cho mình một tactic của Tam Mao. Thì không biết rằng sau cái sự dừng lại để có thể bàn luận thêm về mặt chiến thuật này thì Fnatic có thể cho chúng ta thấy một phong độ khác hay không đây. Một khởi đầu thực sự đáng buồn với Fnatic ở trên chính map pick của mình. Và như bọn mình cũng đã cập thời điểm đầu rồi, map tiếp theo Dnuk thì gần như không có cơ hội cho Fnatic đâu. Khi mà đây gần như đang là một trong những cái map mà Na'Vi họ bắn cực kỳ mạnh. Và map 1 mà còn như này thì tôi nghĩ rằng map 2 nó sẽ là một cái thảm họa Fnatic. Lại cùng chờ đợi xem sau cái quyền power này thì có sự thay đổi rõ rệt nào hay không. Như vậy thì chúng ta đang có một quyền tactical power chứ không phải là một cái quyền tactical timeout. Phải nhờ lại có một cái lỗi sự cố nhỏ nhỏ gì đó rồi. Vâng, ở trong lúc đó thì như đã được nói ở trên rất nhiều những cái fanpage của 500 Rose thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ phát những cái code Steam 5 đô dành cho tất cả anh em ở trong ngày thi đấu mở màn của bảng B giải đấu ESL Pro League Season 14. Vừa rồi đã là lệnh đầu tiên và người giành chiến thắng là bạn Hoàng Sơn Tùng. Nếu bạn Hoàng Sơn Tùng có nghe thấy điều này thì hãy liên hệ trực tiếp với kênh Nimo TV của bọn mình để có thể nhận được phần thưởng. Và đối với những anh em nào chưa may mắn thì cũng đừng lo lắng, vì ngày thi đấu hôm nay thực sự là ngày thi đấu rất nóng và chúng mình sẽ còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi tất cả các bạn ở phía trước. Rõ ràng thì với một cái loạt trận kinh điển như thế này mà chúng ta lại còn có những cái phần quà là những cái Steam Wallet 5 đô nữa, những cái code nữa, thì mình nghĩ rằng không lý do gì mà em không ngần ngại share đi. Rõ ràng là những cái lượt share nó sẽ free. Và khi anh em share thì nếu như mà anh em không trúng thì biết đâu đấy, bạn bè hoặc người thân của anh em sẽ trúng. Ai cũng có lợi cả. Hãy cùng chờ đợi xem. Trong buổi tối hôm nay chúng ta vẫn đang còn những chiếc code nữa nha. Ngoài bạn Tùng ra thì sẽ vẫn còn những cái cơ hội cho những bạn đang xem kênh. Vâng, có vẻ như là lỗi của chúng ta thì vẫn chưa được khắc phục xong. Bây giờ thì hãy cùng điểm qua một chút về những gì đang diễn biến tại bảng C này. Thì trước trận đấu này là trận đấu giữa các thành viên Big với EG, thì Big đã thể hiện một phong độ cực kỳ là xuất sắc và đánh bật đi câu hỏi đó là không còn Santa Red họ có thể thi đấu được không. Và câu trả lời của họ chính là con quái vật Táp Sen. Một mở màn cực kỳ là mãn nhãn ở ngày thi đấu bảng C với một cái ace dành cho cá nhân in-game leader này. Và ngay sau đó thì EG, bây giờ chúng ta mới lại phải đặt ngược câu hỏi lại cho họ. Đấy là cái danh hiệu những người chơi bắn online rất tốt này nó còn nữa hay không đây?
Và sau trận thi đấu Na'Vi cùng với Fnatic, chúng ta sẽ cùng đến một trận đấu khác cũng vô cùng hấp dẫn. Đó là FaZe Clan chạm mặt với Mousesport. Nhưng bây giờ đó chỉ là câu chuyện tương lai thôi. Quay trở lại với trận thi đấu này, round thi đấu thứ 9, và Fnatic họ đang lầm vào thế yếu tiền. Lại một round yếu tiền nữa Fnatic rồi. Để xem lần này họ làm gì đây. Meiji đang có mình khẩu Hero AK nha. Rõ ràng thì bên phía Fnatic đã đặt chọn niềm tin vào tân binh Meiji. Để xem anh chàng này sẽ thể hiện ra sao với khẩu AK được trao. Trong khi đó thì Na'Vi họ vẫn bắn với cả đội hình quen thuộc thôi. 3B thì điểm đầu từ nãy đến giờ. Phải nhớ rất thích cái việc bắn 3B từ sớm. Sau đó thì sẽ là back về bắn mình cơ bản hơn. Simbo thì cũng đang chơi gọi là cực kỳ linh hoạt với khẩu ốp rồi. Round thì bắn connect, round thì bắn ở B-shot, và thậm chí bây giờ thì back về A bắn như một offer bình thường thôi. Đây là Simbo, một cái khe rất đẹp thôi nhưng mà Alex cũng không qua khỏi, và đó làm cho first pick tuyệt vời đấy anh chàng Simbo đây. Lợi thế người lại có rồi, nhưng bây giờ thì Simbo lộ diễn ra nhưng vẫn có thể lùi về được. Đang có sức ép lên phía team Na'Vi nha, và bây giờ thì cơ tay vào thành công, Simbo đâm xuống rồi và Electric đổi mạng thành công được về, đó là 1v3, chính xác là 3v3, kiểu kiểu thân đổi mạng rất nhanh chóng. Nhưng phim Z cũng chỉ còn lại 3 HP thôi, và Beat thì đã móc tới nơi rồi, Zakio nằm xuống. Lối đi nào cho Fnatic đây, họ rất mất công sức chiếm được A, nhưng bây giờ thì lại kẹt ở trong chính phòng trà này rồi. Đằng sau lên đằng trước cũng vậy, nhưng Messi ghi điểm khi vào và một miss nhưng cũng chỉ còn lại 16 HP. Hai thương binh đối đầu với cả hai player của Na'Vi thế nào đây? Khi mà Perfecto đào một góc kề quá đẹp rồi và chỉ cần một tiếng tít tít thôi, tôi nghĩ rằng đó sẽ là án tử cho bộ đội Fnatic luôn. Chính xác là như vậy, bây giờ Fnatic họ đang rơi vào thế gọng kìm. Cặp đôi trẻ Perfecto và Beat thì đều đang bắn rất vào tay. Headshot Machine Beat vừa rồi, từ nãy đến giờ tôi cảm giác như anh chàng này vẫn đang có tỷ lệ đó là 100%. Perfecto kết thúc đi được Grimms thì có lẽ cơ hội đã hết dành Messi rồi. Đang đẩy lên Perfecto cực kỳ quái, từng muốn đặt bom fake là không đủ để lừa anh chàng này. Và Beat ngay lập tức kết thúc đi Messi, đem về round thi đấu chiến thắng thứ 8 dành cho đội hình của Na'Vi. Có thể thấy là sau những cái sự thay đổi, sau những quyền tắt của timeout, Fnatic vẫn chưa thể nào tìm ra được cho mình một lời giải trong bài toán mang tên đó là Na'Vi ở thời điểm hiện tại. Đúng là đội tuyển đang đứng top 1 của HLTV thì phần nào đó dễ hiểu mà thôi. Fnatic còn đang trải qua một giai đoạn bất ổn, nên rõ ràng là đây cũng không phải kết quả quá là bất ngờ. Chỉ tính riêng cái phép tính mang tên City Ball thôi thì cũng đang làm đau đầu bên phía Fnatic rồi, thì làm sao mà giải được bài toán Na'Vi đây. Và bây giờ thì bên phía Fnatic họ vẫn là yếu dãi thôi, cố gắng di chuyển ra mid, control DreamZ là người được giao trọng trách để phục mid no, chính xác connector. Tuy nhiên phía này bắn lùi không ai đẩy nữa cả, đã full buy và sẽ không có quá nhiều info cho bên phía team Fnatic đâu. Còn đối với Na'Vi thì bây giờ bắt đầu cắt cử ngược full mid ra cục shot rồi. Khi mà CT cho shot như này thì những player lại sẽ thoải mái di chuyển thêm về A thôi. Bây giờ thì vẫn đang phải chậm rãi lại đến từ đội hình Fnatic. Có thể thấy trong round thi đấu gần đây thì cách di chuyển họ thực sự rất tù túng. Mọi vị trí quan trọng đều bị các thành viên Na'Vi kiểm soát. Và đến những tình huống đấu skill trực diện thì Fnatic lại không có một cơ hội nào cả. Ở đây Grimms đang có một góc đứng ở trong khu vực connector. Roland đẩy ra nhưng không thể nào qua được cái tên Beat. Vẫn là một tài năng trẻ. Tôi vẫn còn nhớ ở giải thi đấu gần đây nhất thì Beat đã là player có tỷ lệ headshot cao nhất của IEM Cologne 2021. Và anh chàng này đang thể hiện rằng nó không chỉ là một cái hư danh tạm thời. Nhưng Alex có một tình huống lắc ra và Beat ngay lập tức nằm xuống. Boomish nếu tiếp tục đẩy lên hoàn toàn có thể bị out của anh chàng Grimms. Bây giờ đội hình Fnatic muốn đổi hướng, họ sẽ đánh lên A nơi với sự trấn thủ Simple. Alex nằm xuống rồi, 4v3 quá nhiều lợi thế. Và thậm chí những người đồng đội cũng đang back về Simple thành công. Bây giờ đã là 3A rồi. Fnatic đổi hướng đánh vào B, Boomish sẽ có một tình huống thủ tốt hay không đấy? Chỉ là một mạng mà thôi, sẽ là khó khăn dành cho đội của Na'Vi. Nhưng bây giờ thì đã có một người nước rồi, Perfecto. Chưa cần Perfecto lên tiếng, Simple đã có mạng. Messi đổi một, có lẽ chỉ đến đây mà thôi, khi tham mình còn lại là không đủ. Và chưa đến được round thắng thứ hai dành Fnatic, họ sẽ biết đi đâu và về đâu đây. Tiếp tục lại là một thất bại nữa đến từ Fnatic rồi. Và họ đang thực sự bị quay như trong chòng đến từ Na'Vi. Liên tiếp phải là những pha chạy vượt dã này, Simple đến từ thực hiện của Fnatic thôi. Thì như vậy cũng là không đủ khi mà Simple chân cũng rất dài. Vừa gặp Simple bắt người trên A, chạy về đến B xong lại có thấy Simple trên Heaven rồi. Thực sự là bắt đầu hơi khó thở từ Fnatic. Một cái khởi đầu thực sự là quá tệ dành cho họ ở trên cái map thi đấu Overpass này. Map mà họ chủ động pick trước Na'Vi. Và bây giờ thì tiếp tục full buy được với lượng Lost Owners cũng như là với cái chuỗi thua và việc ship được một khẩu AK thì hoàn toàn sẽ buy được liên tục từ Fnatic thôi. Quan trọng là họ cứ lay lắt như là đến bao giờ đây. First Sap thì đang dần trôi đến những trận đấu cuối cùng rồi. Trong khi đó thì Na'Vi
tiếp tục lại lối chơi rất chủ động thôi. Electronic lần này là người ra sót chứ không phải là tên Boomis nữa. Ok, ngay sau quả smoke luôn. Khi mà bên phía team Na'Vi đã đẩy được đến như thế này rồi thì thực sự không còn nhiều phương án mà Na'Vi chính xác là Fnatic có thể làm được ở trong trận đấu này nữa. Ép được lên cả mid luôn. Fnatic thực sự họ đang chơi hơi tù bên phía T-side nha. Giờ thì Brolin thôi xong rồi. Cầm quả flash nhảy nhót và đó là cái chết dành cho Brolin. Beat là người có mạng ở một diện bên khác thì Electronic lại đẩy hết cả cục belong luôn. Bây giờ thì bên phía Fnatic gần như là không còn phạm vi di chuyển nữa rồi. Rất khó, và ở đây nếu như Electronic hạ gục đi được Messi thì khả năng rất cao Fnatic sẽ phải nhận round thi đấu thua thứ 10. Đang phải cắt cử thêm người về để hạ gục Electronic, và Alex đã làm được điều đó. Liệu rằng Fnatic có muốn đánh thẳng vào khu vực đó là belong hay không đây? Ở diễn biến gác, Jackinho hạ gục đi Simple thành công. Chính xác là hạ gục đi là anh chàng Beat. Một round thi đấu hiếm hoi mà lượng kinh tế bên Fnatic là đủ để Jackinho có ốp. Nhưng lại một lần nữa phải chậm lại. Đội hình Fnatic có thể nói là họ đang thi đấu rất tù, không biết phải đi đâu cả. Quả C4 đang được thuyên chuyển lên khu vực bom sai A, nơi được sự chấn thủ của Boomage. Và nếu như chỉ có tiếng động nào đó thôi thì bộ đôi còn lại của Na'Vi sẽ bách về. Đây rồi, để xem liệu rằng round thắng thứ hai có đến cho Na'Vi hay không đây. Chính xác là Fnatic hay không đây. Bách về, về A thành công từ Fnatic rồi, chỉ ít nhất thì Na'Vi cũng đã di chuyển toàn bộ về B. Và khi thấy rằng mình đã bị lừa thì Na'Vi quyết định chơi an toàn thôi, họ xếp luôn. Khi mà cái lượng kinh tế bên phía City thì để đảm bảo nó cũng rất khó, chứ không như bên phía T-side. 3 vết 4 Ritech Boma là một cái nước đi quá mạo hiểm mà Na'Vi họ không muốn làm. Sẽ là round thứ hai của Fnatic thôi, 2-9 rồi. Một trận đấu hiếm hoi mà Fnatic họ có thể sử dụng thành công những cái bài vở của mình đối với bên phía của Na'Vi. Tuy nhiên thì có vẻ như là hơi muộn màng khi mà Na'Vi cũng đã có cho mình được đến 9 round và thậm chí rằng là có thể có thêm nha. Khi mà round tiếp theo thì Na'Vi vẫn full bàn một cách thoải mái khi mà xếp được OP cũng như 2M4 trong đấu này. Và round sau thì Simple cũng như là cả Perfecto hoàn toàn thể đốt ra được cho hai người của mình, không có vấn đề gì cả. Cùng xem lại tình huống này, một tình huống nhảy check. Có vẻ như Brolin không đoán ra được rằng Beat đang cương gần. Một round thi đấu mà đội hình của Na'Vi đã rất tự tin cử ra hai người cương mid. Nhưng tình huống sau đó, cái chết của Electronic đã phần nào mở ra cơ hội để Fnatic lên được cho mình round thi đấu chiến thắng thứ hai. Và để xem mà liệu rằng có con số 3 hay không đây. Khi round thi đấu này đương nhiên rồi, cả hai team họ vẫn có thể full buy để thành công mà thôi. Nhưng lượng tiền còn lại của Na'Vi không phải là quá nhiều. Nếu như Fnatic thắng được round thi đấu này, họ hoàn toàn có thể lên được cho mình con số 4. Nhưng để xem là như thế nào đã. Một quả nết trả ra rất đau. Alex sẽ là người thành đầu. Alex có một Perfecto. Electronic lần lượt lên tiếng. Electronic double kill. Grimzy đổi mạng được kịp thời. Vị trí của Boomish đang làm góc đứng rất đẹp tại khu vực nước. Nhưng bộ đôi còn lại Fnatic cũng chỉ còn có nửa máu mà thôi. Và Simple đã về đến bom side B rồi. Cơ hội để giành chiến thắng Fnatic round thi đấu này thực sự không phải là quá cao. Lượng bom mìn còn lại của Grimzy là đủ để có thể câu kéo khoảng thời gian đặt quả C4 này thành công. Nhưng như vậy thì sẽ bắt cho Jackinho phải xử lý một mình. Rất khó khăn. Rồi Z đang muốn clear lại nước rồi và đã làm được điều này nha. Khi mà Boom miss sai thằng mình. Tình huống không còn lợi thế bên người cho Na'Vi nữa. Chỉ là 2v2 và thời gian thì vẫn còn rất nhiều để bộ đội Fnatic có thể xử lý được. Simple đổi vị trí rồi nhưng mà Jackinho đã kê trước những tham minh. Trời ơi, Jackinho bỏ tầm đúng lúc Simple lộ diện. Và bây giờ thì cả hai đã chạm mặt nhau rồi. Để xem rằng là Simple hay là Jackinho sẽ là người tỏa sáng đây. Trong khi đó thì vị trí của Beat chắc chắn sẽ không lộ diện đâu, trừ khi có động. Và bây giờ thì có động rồi, Beat vẫn không ra. Rất lì lợm, bạn đó bị đúng đắn. Grimz đã bị lừa rồi. Đợi thế bên người một lần nữa có bên phía team nào vì đó là 2v1. Thêm một tình huống nét tốt nữa và Jackinho chỉ còn lại đó là 3v3 HP. Phải kê trì shot thôi khi mà chưa nghe tiếng nhảy ở nước đến từ vị trí của Simple. Tuy nhiên thì thằng mình này cũng bắt đầu phải lo của ABC rồi. Rất khó Jackinho trong tình huống 1v2. Còn đối với Na'Vi, họ thoải mái xử lý thôi khi mà vẫn còn smoke cũng như là có lợi thế về người nữa. Một quả flash vào mồm, Jackinho lại phải lùi về cùng uy long. Trong khi thì Na'Vi tiếp tục di chuyển lên rồi và giờ Simple vẫn chưa thể lấy được bạn của Jackinho nhưng mà quyết định vỡ luôn rồi. Simple nằm xuống, Beat làm được trong tình huống cuối cùng này nhưng Cam lại không còn ủng hộ nữa và đó là 3-9 dành cho Fnatic. Rất căng thẳng. Tình huống retake có lẽ là hơi nắn nót đến từ bộ đôi còn sống của Na'Vi. Round thi đấu mà đến thời điểm cuối cùng Beat đã là người giành chiến thắng trong cuộc đấu súng, thời gian lại không ủng hộ. 3-9, Fnatic đang lần lượt lấy lại cho mình round thi đấu chiến thắng. Nhưng chặng đường để họ có thể gỡ hòa cũng như là comeback thì vẫn đang là rất dài. Để xem là với việc round thi đấu này, Na'Vi họ đang sở hữu đến hai player yếu tiền, chỉ có cho mình những khẩu MP9 mà thôi, thì Fnatic có thể giành chiến thắng hay không đây.
cố gắng perfect của mid đến từ Simple, tuy nhiên lại không thành công rồi. Fnatic thì sau những cái round thẳng có lẽ thì tâm lý họ cũng được cởi mở hơn, nhưng vừa xong thì Simple có pha flick được vào chân CreamZ rồi. Chưa thêm mặt địch đâu, chỉ còn lại đó là 5, ta là 16 HP như thế này thì có vẻ như cũng hơi khó thở CreamZ. Và giờ thì mid sẽ tiếp tục được điều động ra khu toilet thôi. Cùng với Simple bắn ở long nữa thì bom xe tạm thời vẫn đang rất chắc chắn từ bên phía team Na'Vi nha. Nhưng bây giờ thì Simple đang gặp nguy hiểm nếu như là người đẩy ra tiếp, nhưng không, Simple kê lại những Jack Kino mặc dù ra sau nhưng vẫn có thể giành chiến thắng trong tiếng đấu súng vừa rồi. Nhưng ở một diễn biến khác thì Beat lại bắt Alex thành công và tình huống vẫn đang chỉ là 4v4. Sẽ bắt đầu trả smoke duỗi ra để có thể tấn công vào khu vực A lo một cách hoàn hảo đến từ đội hình Fnatic. Họ vẫn còn flash. Bây giờ smoke đang có hay không đây? Đã hết smoke rồi. Boomish sẽ chấn thủ cho bom xe với một khẩu MP9 này. Một góc bắn gần là quá hiệu quả. Beat ở đây đấu chòm đầu nhưng không thành công. Boomish đẩy ra nhưng lại là chết chảy. Perfecto có một, không thể nào có hai, và mọi thứ đưa về Electronic cũng không thể nào làm được. 5-9 rồi. Đây là Fnatic mà tôi muốn nhìn. Họ có thể thi đấu được song vàng với Na'Vi và không để cho đối phương quá lấn lướt, giúp cho trận thi đấu này của chúng ta trở nên hấp dẫn hơn nữa. Và đầu bất ngờ và phong độ của các lời bên phía Na'Vi lại cung cấp không phanh. Team bổ kế ốp trước nhưng lại thua rất nhiều đồ. Beat bắn sau lưng nhưng lại không lấy được một đối thủ. Và rõ ràng khi mà ở cái đẳng cấp thế giới như thế này, chỉ cần một vài cái lỗi nho nhỏ như vậy thôi thì cũng đã đủ để bạn nhận thêm một round thua rồi. Khoảng cách từ đó là 8 round đấu, thời điểm 9-1 thì bây giờ cũng đang dần khẹp xuống, chỉ còn lại 5 round thôi. Và nếu như cứ cái đà này thì hoàn toàn first start ở trên tiếp tục thì số đẹp của Fnatic có là 6-9. Đối với Na'Vi thì họ cũng đang để dần mất những cái lợi thế ban đầu rồi. Round đấu này thì cũng chỉ là Inco với những khẩu lục thì thực sự cũng rất khó với phía của Na'Vi, trừ khi Simple bây giờ lại có một tình huống vả đâu đó khoảng 3 mồm với cây đe này thì may ra, nhưng mà thực sự thì đó cũng chỉ là một cái viễn cảnh trong mơ thôi. Hơi khó khi mà Fnatic đang bắn vào guồng hơn rồi và họ đang chơi đội hình khá là sát nhau khi mà biết được phương yếu tiền. Hợp lý mà thôi, chủ động đẩy ra khu vực A-Long đến từ các thành viên Fnatic thì mà rõ ràng là họ đang có lợi thế về mặt hỏa lực. Simple đã nhìn thấy một người nhưng tạm thời chưa thể hạ gục đi là Messi thành công. Bộ đôi còn lại trong bom sai ảo các thành viên Na'Vi đó là cái tên Boomish cũng như là Perfecto thì đang có một tình huống muốn đẩy ra đã bắt đầu tành vào rồi. Roland có một Perfecto ngay lập tức, cả của phía anh chàng này thành công. Alex móc sau nhưng còn đó là Beat, làm sao mà biết được Beat đang ở đây, nhưng Beat cũng không thể nào đoán ra được vị trí của Messi và chỉ còn lại Simple cùng Electronic mà thôi. Gánh kèo 1 và gánh kèo 2, 2v3 liệu có làm được một điều không tưởng hay không đây. Simple đang bắt đầu đẩy lên rồi, nhưng góc đứng này nếu như tiếp tục dấn thêm bước nữa sẽ ngay lập tức bị hạ gục bởi cái anh chàng đó là Crimzy. Electronic back về, không thể nào thoát khỏi họng súng của Messi thì thành công. Và round thi đấu chiến thắng thứ 5 đã có dành cho đội hình Fnatic rồi. Simple sẽ cố gắng xếp lại cái giáp 2 cho mình thôi. Round đấu sau thì lượng tiền của bên phía team Na'Vi không đủ để lên ốp cho Simple, mà họ có lẽ sẽ chỉ chơi với khẩu rifle thôi để có thể tối ưu hóa cái lượng bom mìn. Bắt đầu khó hơn cho Na'Vi rồi, nhưng hãy cùng chờ đợi xem. Rõ ràng thì chúng ta vẫn luôn đánh giá cao Na'Vi ở bên phía T-side hơn, chứ không phải là một Na'Vi bên phía CT. Đây và đây rồi, chúng ta sẽ cùng đến với round thi đấu cuối cùng. Cái lượt first half này sẽ là một round thi đấu full bài đến từ cả hai bên, và Simple vẫn sẽ có ốp. Vẫn làm round thi đấu cực kỳ là căng thẳng. Chúng ta chưa thể nào biết được rằng Na'Vi sẽ lên được con số 10 hay là Fnatic sẽ chạm vào đầu 6. Có thể thấy là những round thi đấu gần đây Fnatic họ đang bắt đầu thi đấu ổn định hơn. Đội hình của họ di chuyển phần nào đó phóng khoáng hơn và khiến các thành viên Na'Vi phần nào đó trở tay không kịp. Một tiếng dập lửa nhảy lên short shit. Simple có một góc boost đẹp nhưng tạm thời chưa thể nào hạ gục đi Jackinho. Messi sẽ tành vào, Messi đấu súng Electronic và một quả nết trả ra banh xác anh chàng này. Jackinho đứng sau quả smoke nếu đẩy ra có lẽ sẽ là một quyết định tương đối mạo hiểm. Vị trí của Greens vẫn đang phải hầu lại tại khu vực connector và chờ những người đồng đội quay về. Vẫn sẽ chầy cối đánh lên bom sai B Lợi dụng người nhưng mọi người đã có nào gì rồi, nhưng ở đây thì Brolin một tình huống quá chầy cối trong pha đồng súng với Beat và cái giá phải trả lại là cái chết. Bên phía Na'Vi mặc dù có hai player yếu máu nhưng mà như vậy thì liệu có là đủ với Fnatic hay không đây để có được cho mình cái round thứ 6. Thời gian đang trôi đi rồi, Alex đang muốn tạo đột biến một chút được bị short, tuy nhiên thì Na'Vi họ trốn rất kỹ rồi. Một người nấp sau cột, người nấp sát cũng bị long. Bây giờ thì Fnatic cũng không giấu giếm ý đồ đánh B nữa rồi. Stick lại cả ba thành viên ở ngoài bom sai B luôn.
một từ long và hai từ short. Tuy nhiên thì Na'Vi vẫn còn bom mìn thời điểm hiện tại nha, và quả smoke này sẽ cầm chân để phía tích thêm một khoảng thời gian ngắn nữa. Có lẽ sẽ phải vào bom xài đâu đó khoảng thời gian còn lại chỉ tầm 25 đến 30 giây thôi. Và vào muộn như vậy với ông tổ của nghề đánh chậm thì có lẽ sẽ là một cán tử như bên phía Diplomatic, thậm chí rằng là vẫn còn quả lửa ở đây đợi sát bên phía Diplomatic nữa. 25 giây rồi vẫn chưa thấy bom xài đâu thì tôi không tin là Diplomatic có thể chiến thắng được ở trong round đấu này đâu. Vị trí của Perfecto vẫn còn đang có một quả flash trong tay, muốn bỏ chạy vào Alex phải đi qua họng súng của anh chàng Electronic trước cái đã. Bật zoom quá nhiều, Perfecto hạ gục đi Jacky nhộp, Electronic kết thúc Grim gì cũng như lượt thi đấu first half với lợi thế 10 năm dành cho đội của Na'Vi. Có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ ngơi trong ít phút trước khi đến những diễn biến thứ hai của lượt thi đấu second half. Vâng, và quay trở lại với lượt thi đấu second half thì chúng ta đang có một tỷ số đó là 10 năm tạm nghiêng về phía team Na'Vi. Và đây là một kết quả mà mình nghĩ rằng cả hai đội tuyển có lẽ đều sẽ hài lòng thôi. Khi mà Fnatic thì mặc dù họ có một khởi đầu rất tệ với tỷ số 9-1 mà bằng cách nào đó thì họ cũng thu hẹp được một chút khoảng cách xuống rồi. Còn đối với Na'Vi, một đội tuyển không quá mạnh CT side nhưng có đến 10 round thì chắc chắn là họ sẽ cảm thấy vui thôi. Bây giờ thì cái mid round này sẽ đến rất nhiều điều đây. Jackino phát hiện ra được một cơ số người mid và lập tức có những sủi về. Trong khi đó thì Simple, Gibler của Na'Vi thì lại đang bó chân một mình B-Shot, và để xem rằng anh chàng này có thể làm được gì bên phía Fnatic hay không. Round thi đấu này đội hình bên phía Na'Vi họ đang chủ động lên rất nhiều bom mìn và sẽ không có P250 được drop ra cho anh chàng Simple. Đối với bên phía Fnatic thì cũng làm điều tương tự khi mà Alex và Messi lúc nãy thì tôi đã nhìn thấy một tình huống căn vết để có thể sách nét ra khu vực B long.
Có vẻ như đang là một ý định bắt bài, nhưng bây giờ theo tham mình thì đội hình của Fnatic đang di chuyển dần lên bom sai A rồi. Một tình huống được boost hai người lên rất đẹp vào góc đứng của Brolin sẽ là một góc đứng khó mà để đội hình Na'Vi có thể đặt tầm. Một phút còn lại, Na'Vi vẫn đang rất chậm rãi. Một quả lửa trả vào thẳng khu vực thùng to. Rất simple là người tanh đầu và Brolin chỉ kịp thời bắn yếu để anh chàng này mà thôi. Bắt đầu sẽ là căn vết ném những quả nết ra. Na'Vi tanh vào bom sai rồi, simple muốn đẩy cục nhưng Brolin kết thúc đi anh chàng này ngay sau đó. 4v5 vẫn sẽ là một tình huống có cơ sở để Fnatic có thể retake. Để xem họ sẽ làm gì đây. Nết đang được trả vào, Electronic nửa máu và ngay lập tức phải nằm xuống luôn. Rất chuẩn chỉ đến Fnatic rồi. Lợi thế hai người, họ sẽ làm như thế nào đây? Tiếp tục là tiêu bắn không hề tốt một chút nào từ Beat, và ở đây thì Perfecto cũng không qua khỏi được tên Roland. Và bây giờ thì Boomis một cái chết cực kỳ bất ngờ khi mà Meiji giặt dao tặng ngay USB vào mồm. Round đấu mà bên phía của Na'Vi vẫn là vấn đề về skill thôi. Beat có vẻ như đang không có một tâm lý thực sự ổn rồi, khi mà round đấu có những round thì bắn rất hay, nhưng mà có những cái round thì như vừa rồi bạn để thấy Beat được bắn đâu đó tầm 5 viên, 6 viên gì đó nhưng không lấy được mạng đối thủ, và sau đó thì cái giá phải trả rõ ràng là cái chết thôi. Electronic thì cũng không thể làm gì hơn rồi khi mà là người đặt bom ở trong tình huống đó. Fnatic có cho mình cái piston round cực kỳ quan trọng và tạo tiền đề để họ có thể comeback được ở trên cái map pick của chính mình. Chính xác là như vậy, nhưng bây giờ chúng ta sẽ thấy một tactic quen thuộc của Na'Vi. Hero AK trong tay của Simple. Nếu như Simple có chẳng may nằm xuống thì đồng đội anh cũng sẽ kế nhiệm khẩu AK đó mà thôi. Tăng rất nhanh ra khu B shot, cực kỳ tự tin. Đây là một round thi đấu mà đội hình của Na'Vi họ vẫn còn cơ sở để giành chiến thắng, khi những player còn lại của họ đều là cầm những khẩu DE. Electronic là một khẩu P250. Rõ ràng những player của Na'Vi chúng ta đã không còn lạ lẫm gì với khả năng sử dụng pistol của họ nữa rồi. Lửa được trả ra rất khôn khéo đến từ Brolin để có thể clear đi khu vực hốc B shot này. Và tạm thời thì cả hai đội tuyển vẫn đang rền rứ nhau. Đối với Na'Vi, họ sẽ cố gắng câu đi khoảng bom mìn nhất định, vì rõ ràng trong round thi đấu này nếu muốn đánh vào bom sai họ sẽ phải vào chay. Một flash trên người của Electronic là phù hợp để đánh lên khu vực bom sai A hơn. Để xem rằng liệu round thi đấu này Na'Vi có thể giành được chiến thắng second round và ép các thành viên Fnatic vào thế yếu tiền hay không đây. Một round đấu mà Simple gần như sẽ phải đảm nhận tất cả những cái trọng trách nặng nề nhất nha, khi là một chất có AK. Và đây thì Simple không phụ sự kỳ vọng rồi. Jackie O'Neal check và mất ngay cái mồm. Tiếp tục thì đó là double kill dành cho Simple. Mặc dù mất một nhưng Na'Vi vẫn đang tăng lên A rất mạnh mẽ. Đây và Brolin không vượt qua được rồi. 3A đổi 2 và đó là một đợt đi lỗ bên phía team Fnatic. Na'Vi đang mở ra cơ hội để chiến thắng những cái round đấu thứ hai này, và Simple rõ ràng là nhân tố quan trọng nhất ở trong round đấu thì đã không phụ sự mong đợi của những đồng đội. Bên phía team Fnatic có lẽ bây giờ thì họ sẽ bắt buộc phải retake thôi, nhưng mà cửa nào thì họ đã nhìn Simple góc ghế trước rất đẹp, triple kill Simple trong round đấu này, và đó là toàn bộ thôi. Bây giờ thì Simple không làm được tiếp rồi, nhưng không sao cả, như vậy đã là quá đủ. Crimson cố gắng xử lý đây, double kill Crimson thì Cam đang không còn hỗ trợ này nữa, và đó là mạng cuối cùng dành cho Electronic. 11-6 gọi tên Na'Vi. Một round thi đấu mà chúng ta đã nhìn thấy được đôi tay của Simple là to đến mức như thế nào. Cùng xem là tình huống này, một nhịp nhảy check đến từ Jackie Nho mà thôi thì ngay lập tức phải bỏ mạng. Sau đó là bảy tầm rất chuẩn xác. Không có một mỹ từ nào để có thể miêu tả về những tình huống sấy AK của Simple trong round thi đấu vừa rồi. Và Fnatic họ để lỡ đi cơ hội lên round thi đấu chiến thắng thứ 7 thì rõ ràng là bây giờ nhiệm vụ của họ sẽ khó khăn hơn bao giờ hết. Phải là một round thi đấu Foxbind mà thôi, để thua một cái second round ngay sau pistol round chưa bao giờ là một điều quá đáng may mắn dành cho bất cứ đội tuyển nào cả. 5 khẩu DE, chính xác gọi là 4 khẩu DE và 1 khẩu P250 trên người của Alex sẽ là khó khăn khi đối đầu với AK của Na'Vi. Đấy, Electronic đang có tiếng bò trượt cũng đi long rồi. Tuy nhiên thì đã để đối phương phát hiện ra, nhưng rất may mắn là Electronic vẫn sủi về được. Bộ phát là dẻo đây, và Electronic thậm chí là một free pick luôn, hơi mạo hiểm nha. Đối phương có tới 3 và đây định sai lầm từ Electronic rồi. Khẩu AK đã được trao tay bên phía Fnatic, và đây sẽ là những cái cơ sở đầu tiên để họ có thể làm được ở trong trận đấu Fortnite này. Tuy nhiên thì Na'Vi ý đồ của họ là bom AK, đang có hai người từ long, hai từ short vào rồi, và còn A bên phía Fnatic hiện tại chỉ có hai người, back được một người nữa về. Tuy nhiên thì Jackinho lại nằm xuống và được trở về là 2v2. Cố gắng đẩy ra đây một quả flat tốt giúp cho Quân có được mạng và bi thành công, và lần nữa thì lợi thế bên người lại gọi tên Fnatic. 4v3 rồi, Pham đang trôi đi. 30 giây chính xác là 40 giây còn lại, và Boomit lập tức bắt được mạng của Meiji. Brolin vẫn đang cố gắng, Simple trôi được con smoke là tinh quái, nhưng mà Brolin lại lường trước được cái điều này. Simple nằm rồi, lợi thế liên tiếp đảo chiều, nhưng mà cuối cùng thì vẫn nghiêng về Fnatic 3v2, và bây giờ thì Tham không còn ủng hộ cho Na'Vi nữa.
bom Sammy vẫn còn Alex, và Alex chỉ cần sinh tồn thôi. Cầu kéo càng nhiều thời gian càng tốt, và Na'Vi không hề có tiếng có ngờ tới cái phản ứng quá là khôn khéo của Alex. Và tôi xong rồi, một tiếng tin tin thì nó sẽ là bài bài perfecto. Trò chơi chấm dứt với Na'Vi khi mà Mubit đang bị tổ quay, và đó là mạng dành cho Crimz. 7-1 dành cho Fnatic, và lần second half này là cực hiếp dẫn khiếm, hai team liên tiếp ăn miếng trả miếng. Quá quái đến từ vị trí của Alex, một pha di chuyển theo timing cực kỳ ảo diệu. Phải nói đến đây là một tình huống mà Brolin đã xử lý vô cùng tốt với cầu DE. Hai mạ gục là đủ giúp cho các thành viên Fnatic có thể giành được cho mình round thi đấu chiến thắng 7-1. Na'Vi với việc vừa để thua round thi đấu Foxby vừa rồi thì lại một lần nữa là chiến thuật Hero AK, và lại một lần nữa là cái tên Simple. Lần trước anh đã làm được, lần này mọi chuyện sẽ khó khăn hơn khi đội hình đối phương không còn là những khẩu SMG, không còn là những khẩu Famat nữa, mà sẽ là 3AK. Liệu rằng Simple có thể làm được hay không khi mà đồng đội anh round thi đấu này thì Perfecto vừa có một tình huống hiến máu của mình rồi. Rõ ràng với việc mà cứ thắng thua so le như này thì hai team sẽ bắt buộc phải fog bay tới chết thôi. Và vừa xong thì Perfecto có một cái tình huống mà đúng như Hana vừa chia sẻ rồi, hiến một chút máu. Và liệu rằng với cái pha hiến máu như thế này thì có thay đổi gì đến Na'Vi hay không? Brolin thì sẽ là người kiểm soát khu vực toilet cũng như là cả long ở trong trận đấu này. Và Na'Vi thì cũng đang có hai người đi long thật, để xem Brolin làm mấy đây. Góc này thì Brolin sẽ là người có lợi thế hơn rất nhiều đối thủ thôi, khi mà cái người bóng chết quan trọng là Tham Minh. Và thôi xong rồi, Tham Minh. Một tình huống mà cảm giác như Fnatic có hơi nghĩ overthinking quá. Đối phương thì rõ ràng là yếu tiền, nhưng mà để cho Brolin một mình phải quản cả hai đầu như thế thì thực sự là quá khó rồi. Và đó là một cái chết thực sự là khá đáng tiếc cho Fnatic, không đổi lại được bất cứ điều gì cả. Và thậm chí rằng còn cũng như đối phương thêm một khẩu AK nữa. Khó rồi, bắt đầu khó cho Fnatic, mặc dù thời gian đang không còn nhiều. Nhưng mà với lượng bom này thì Na'Vi hoàn toàn có thể set up được một bài bom semi chuẩn chỉ nha. Nhưng quả C4 thì lại vẫn đang hầu khục A-shot. Ý đồ Na'Vi là gì đây? Một cú fake nhẹ ở B và lên A rồi. Nhưng A thì vẫn đang có đến hai người của bên phía team Fnatic nha. Và sẽ không hề dễ để bị Na'Vi có thể vào được A cách toàn mạng đâu. Đấy rồi, Mezi bắt Tam Minh đẩy ra và người C4 đã nằm xuống. Quả C4 lộ ra, Mezi làm đổi, Simple đổi một Bumit cũng thế. Và lần thêm người một lần gọi tên Na'Vi chỉ có lại 12 giây thôi. Alex không được phép nằm xuống, nhưng mà Alex nằm xuống luôn mất rồi. Và đó sẽ là chiến thắng của Na'Vi hay không đây? Ôi, Grim set back về kịp thời. Đi này phạt bom của phía Na'Vi, và đó vẫn là round thắng cho bên phía Fnatic. Một round đấu cực kỳ sát nút. Rất đáng tiếc dành cho đội hình của Na'Vi. Chỉ biết nói rằng Fnatic round thi đấu vừa rồi thì GrimZ đã có một tình huống quay ngược trở về backup cho người đồng đội là quá nhanh mà thôi. Một khoảnh khắc đẩy lên đến từ GrimZ ngay lập tức bắt đi được cả người đặt bom, cùng với đó là người đang cover chính là tên Simple. Như vậy thì Na'Vi đã không thể nào giành chiến thắng trong round thi đấu Hero AK vừa rồi. 8-11, cách biệt chỉ còn lại là 3 round thi đấu, và Fnatic hoàn toàn có thể có cơ hội gỡ hòa khi mà trong round thi đấu này đội hình của Na'Vi ngoài cái tên đó là anh chàng Beat xếp lại được khẩu AK ra thì sẽ là eco trắng hoàn toàn mà thôi. Thôi xong rồi, với việc mà Na'Vi mặc dù thua nhưng bắt tới 4 súng thì họ tiếp tục trung thành với cái lối chơi mình thôi khi mà Beat lại up full rồi. Còn đối với Fnatic thì mặc dù họ vẫn đang comeback được nhưng mà cái lượng tiền chưa bao giờ là ổn cả. Chỉ còn lại chưa đầy 200 đô trên người mỗi player bên phía team Fnatic. Roland gọi là giàu nhất đi thì cũng chỉ có đó 950. Và nếu như bằng cách nào đó Na'Vi thắng ra đấu này thì vẫn là một cái tình cảnh bí bách cho bên phía Fnatic nha. Họ cần phải có ra đấu này, một cái ra đấu cực kỳ quan trọng đối với bên phía team Fnatic, và để xem là họ sẽ xử lý nó ra sao đây. Rất khó để Na'Vi có thể giành chiến thắng trong round thi đấu này. Sẽ cần đến những sự tỏa sáng cá nhân như là Perfecto cũng như là Simple với hai khẩu DE, cùng với đó là Beat cần phải tìm lại được phong độ của mình. Trong vài round thi đấu gần đây, chúng ta có thể thấy rằng Beat đang có một cảm giác dường như không thực sự quá tốt. Cái tình huống bắn không còn là một viên headshot đối phương nữa rồi. Stack rất đông người khu vực B-long này. Một smoke, một flash và một quả nade. Có lẽ một bài đánh nhanh tràn thẳng vào khu B-long với một quả smoke heaven cũng sẽ là một điều mà Na'Vi có thể cân nhắc tới. Simple đang có một góc kê suýt chút nữa thôi. Câu chuyện về mặt tham mình, nếu Simple ở lại thêm một giây nữa có thể đã có một cái mặt dành anh chàng này. Phát hiện ra một người đến từ Beat, nhưng Beat chưa thể nào hạ gục đi người múa cột ở đây. Các thành viên bên phía Fnatic bây giờ họ bắt đầu đẩy ra. GrimZ có một nhưng chỉ là một mà thôi. Tình huống có mạng tốt, bây giờ Simple sẽ là người trấn thủ cái khẩu AK này. 40 giây còn lại, Na'Vi vẫn chưa lộ ý định của mình.
Tuy nhiên thì Fnatic của họ lại không ngần ngại trả nước lượng bom mìn ra rồi, và điều này sẽ khiến cho Na'Vi bắt buộc phải đánh vào khoảng thăm mình cực kỳ cận kề. Nhưng bây giờ thì chỉ một quả phát thương phi và cùng nhau rồi, những Alex né được hết. Alex cũng chỉ kịp có một trước khi mà làm lại bởi phòng súng simple. Và giờ thì Mezim sẽ là chốt chặn cuối cùng bom xe bi nha, không có lại tổng sức, và đó là cái chết dành cho bộ đội của Na'Vi. Và thậm chí rằng là Mezim làm đến 3 luôn trong kỳ đấu này. 9-11 và Fnatic đã vượt qua được cái ải khó nhất rồi. Bây giờ thì sẽ là cơ hội rõ ràng chọn để có thể cân bằng tỷ số với các thành viên bên phía team Na'Vi. Lượng tiền của Na'Vi như thế này thì có lẽ sẽ chỉ là half buy với lục và giáp thôi, để ra đấu sau họ có thể đầy đủ bom mình nhất có thể. Biết đâu đấy Na'Vi sẽ lại làm một điều bất ngờ như sao, thì họ vẫn có thể áp được 3 AK. Hai lần lại thì hy sinh bắn DE cũng là ok. Chính xác là như vậy. Rõ ràng là Na'Vi là một trong đội tuyển đến từ khu CIS, và chúng ta có thể thấy xuyên suốt những cái giải đấu thời gian nửa đầu năm 2021 này thì CS đang nổi lên những thế lực, và họ sở hữu những player, những tài năng trẻ và đôi tay rất to. Những khẩu DE luôn luôn là một điều gì đấy cực kỳ đáng sợ, song hành cùng với những cái tên như là Simple, như là Electronic, thậm chí là cả Exile của đội tuyển Gambit Esports cũng là một cái tên mà chúng ta không thể nào không nhắc tới. Để xem liệu rằng quyết định của các thành viên Na'Vi là gì sau quyền tactical của Tham Mao này. Vâng, và như vậy thì Na'Vi quyết định là fork buy luôn rồi. 1 AK, 2 Gali, 2 Tech 9. Hai khẩu Tech 9 thì hoàn toàn có thể là tiêu cá rô phi đến từ bên phía team Na'Vi. Nhưng quan trọng là phi ở đâu thôi. Tạm thời thì Na'Vi đã bỏ hoàn toàn đi khu V shot rồi, và để cho đối phương có những lượng thông tin từ khá sớm. Bây giờ thì sẽ là xin phát ra chiếm ngược lại shot đến từ bên phía Fnatic. Tuy nhiên thì Electronic còn, anh ấy cũng rất thính, chỉ là nhung kê đẩy thôi. Một round đấu mà cả hai đang cực kỳ là thận trọng rồi, khi mà biết rằng lượng tiền của bên phía bên kia đang ở trong mức đáng báo động. Một sai lầm nhỏ thôi thì có thể sẽ phải trả giá bằng cả cái map tiêu overpass này. Một góc đứng đến từ Brolin tại khu vực connector này theo thám mình sẽ là nguy hiểm hơn khi đối phương muốn bắt đầu đẩy lên. Electronic đang có một ý định tò mò bò thẳng vào khu vực bom site B rồi. Brolin chưa có bất cứ một lượng thông tin nào cả. Khi smoke tan đi, Brolin đẩy ra, Na'Vi không kê lại thôi, có thể sẽ là cái chết. Ở đây Green có một tình huống sấy hơi chớ Brolin, như tôi đã nói thì có ngày mà Perfector Alex cũng đã làm một rồi. Nhưng Beat cũng đã đổi mạng được thành công, đưa tình huống về đó là 3v3. Đôi bên đều có một thương binh hạng nặng. Simple cùng với những người đồng đội đang muốn tanh vào trong khu vực bom xài, nhưng dưới nước vẫn còn cái tên Alex, và kê chéo cho anh là Zeki nhô. Quá yêu máu đến từ Alex rồi, không thể có thêm bất cứ mạng nào gục nào nữa cả. Một góc đứng đẹp, Messi có một, Messi có double kill. Và chỉ trong chớp mắt mà thôi thì chỉ còn lại Boomish 12 HP phải xử lý một tình huống 1v2, làm như thế nào đây? Mặc dù đây là có bom đặt đẹp về khu quy shot cho Boomish, tuy nhiên có lẽ Boomish sẽ không thể giữ lại vị trí này đâu với cái lượng máu hiện tại. Tuy nhiên thì Boomish vẫn đang kê lại trì thôi. Một cái bộ não đã dẫn dắt Na'Vi từ ngày gia nhập đến giờ, để xem rằng anh chàng này sẽ đưa ra quyết định như thế nào đây. Nhưng bên kia thì có lẽ xử lý đơn giản thôi. Một gỡ, một kê, không một cửa nào cho Boomish, nhưng Boomish lại bắt được người kê. Zekino chuyện quá xảy ra với anh chàng này, nhưng mà bây giờ còn lại là Messi đang gỡ chi luôn. Tập pro Neverfake thành công đến từ Messi. Một vào đấu mang đậm dồn cá nhân đến từ anh chàng này, khi mà trước đó thì làm một tiếng làm đôi, và sau đó thì làm một tiếng uống mà rất dũng cảm ngồi gỡ thẳng luôn. Rõ ràng thì chiến bỏ cái nhịp gỡ ra thôi thì gần như là không còn cửa thắng nữa, mà Messi quyết định chọn đó là lách qua khe cửa hẹp ngồi gỡ thẳng, và đã đánh lừa được vị trí Boomish. Xử lý tuyệt vời đến từ cá nhân anh chàng này đã giúp cho Fnatic bước ra hy vọng ở trong bắt đầu của Pan. Quá khó tin, một round thi đấu mà vị trí của Messi có một tình huống xử lý có lẽ không ai ngờ tới. Không có kit vào ngồi gỡ trì, kể cả khi người cover cho mình đã phải nằm xuống. Rất bất ngờ, round thi đấu chiến thắng đã tới dành cho đội hình Fnatic. Đây sẽ là cơ hội để họ có thể cân bằng được tỷ số là 11 đều đối với Na'Vi. Có thể thấy là khi sang đến lượt thi đấu second half thì Na'Vi đang phần nào đó gặp một chút những trắc trở. Họ đang có một chỉ số rất tốt ở T-side bên map thi đấu Overpass này. Một tỷ lệ thắng cực kỳ là cao, 61,5%. Nhưng hiện tại Fnatic họ đang chứng minh rằng đây là map pick của họ, và họ có lý do để làm điều này. Tiếp tục là bài thôi, với lượng loss bonus cộng với đặt được cả C4 nữa thì Na'Vi bài cũng không cần ngần ngại làm gì cả. Trong khi đó Fnatic thì đang dần dần cải thiện lượng kinh tế của mình. Và đấu này thì không chỉ ốp mà có cả AUG cho Brolin luôn. Cái map mà đấu súng tầm xa nhiều như này thì khẩu AUG nó cũng sẽ phát huy được gần như tối đa cái lợi thế của mình so với cả những khẩu súng bên phía T-side. Bây giờ thì Brolin
Có dính quả flash này không đấy? Không hề dính bạn, đó là cái chết cho Bin. Như đã đề cập rồi, của AOG với góc kề nào nét như Sony mà không gọi là cho Bin trong tình huống xử lý đó. Tiếp tục là tình huống mà có lợi thế về người thì để bắt đầu cho Fnatic, và họ đang thể hiện được cái lý do mà mình chọn cái map hiệu Overpass này. Mặc dù khởi đầu không tốt với T-Side nhưng sang City thì là một cái Fnatic hoàn toàn khác hẳn. Chính xác là như vậy. Có lẽ là Fnatic mới chỉ đọc phần hướng dẫn chơi map thì đã Overpass phần City Side mà thôi. Vì rõ ràng chúng ta đang nhìn thấy như là hai đội tuyển chẳng liên quan gì đến nhau vậy. Brolin ở đây sẽ chạm mặt anh trắng Boomix, nhưng trước đó thì Jackinho đã hạ gục đi in-game leader của Na'Vi thành công. 3v5 mất đi đến tận hai người ở khoảng tham minh như thế này thì đội hình còn lại của Na'Vi thực sự rất khó khăn. Một lượng bom mìn là đủ, họ vẫn còn Perfecto, vẫn còn Simple cũng như Electronic. Nhưng thực sự khi mà Fnatic họ vẫn đang còn đầy đủ 5 người thì đánh vào bom sai chưa bao giờ làm điều dễ dàng cả. Và thậm chí đang làm tình huống bắt bài đến tận 3 bom sai A. Thì làm như thế nào đây? Sẽ lại là xếp súng đến từ bộ ba của bên phía team Na'Vi thôi. Họ không muốn để cho City có thêm nhiều những khẩu AK nữa. Và tỷ số đã được cân bằng 11 đều một lần nữa. Trận đấu chúng ta quay trở về vạch xuất phát. Khi mà bây giờ thì không còn lợi thế cho tuyển đó cả. Ở ra đấu sau thì Na'Vi họ vẫn sẽ bài thôi. Và rõ ràng thì Fnatic cũng thế. Vẫn sẽ lại là một ra đấu cân não nữa. Và để xem rằng Na'Vi có tiếp tục để trận đấu này trôi hay không đây. Khi mà đã thời điểm họ dẫn trước rất sâu. Nhưng mà cuối cùng thì lại chính tay họ quăng đi hết những lợi thế đó. Bây giờ tôi mới để ý đó là tân binh Messi cho đội hình của Fnatic đã có cho mình tận 20 frag rồi. Một ngày ra mắt có thể nói là tương đối đáng nhớ đến từ anh chàng này. Player đến từ Vương quốc Anh với một lối chơi tương đối là hào sảng. Xem vào thi đấu này thì Na'Vi họ sẽ đưa ra cái phương án thi đấu như thế nào đây? Khi sang thi đấu second half họ mới chỉ giành chiến thắng ở một round thi đấu duy nhất mà thôi. Đây không phải một phong độ mà Na'Vi muốn có được. Và có thể thấy rằng với việc giành chiến thắng liên tiếp rất nhiều round thi đấu, Fnatic đang chủ động hơn rất nhiều. Đẩy ra luôn hai người khu vực B-Shot, spam rất nhiều khu vực connector nhưng tạm thời chưa bắt được gì ai cả. Khoảng thời gian 1 phút 20 giây này vẫn là quá nhiều để Na'Vi thi triển lối chơi của mình. Và hiện tại thì họ vẫn đang chưa để lộ rõ ý đồ. Fnatic cũng đang cực kỳ tiết kiệm cái lượng hỏa lực cũng như là bom mìn của mình ở đây. Vẫn là cực kỳ cân não mà thôi, và đội tuyển nào giành chiến thắng vào thi đấu này sẽ có một lợi thế về mặt tinh thần vô cùng lớn khi sẽ vươn lên dẫn trước đối phương. Beat vẫn đang được đồng đội giao cho một cái trọng trách, đó là kiểm soát khu vực A-Long. Tuy nhiên với tình huống stack đến 2 long như thế này thì hơi khó cho Beat rồi. Quyết định tiêu chuyển công tác luôn về khu vực toilet khi mà trước đó Beat cũng đã nghe ngóng được một chút động tĩnh ở khu vực A-Long. Trong khi đó thì phần còn lại là vì họ vẫn tập trung ở B thôi. Và đây thì sẽ làm được đánh tông được của bóng xe B từ B long vào đây rồi. Lửa câu xích cũng như là những quả phát đầu bung ra, và Simple là người đi đầu, nhưng Simple không vượt qua được Alex rồi. Double kill cho Alex luôn. Boomix chỉ được một và như vậy là không đủ. Bom sai bi của Fnatic vẫn đang cực kỳ chắc chắn nha, khi mà đang có sự back về đến từ cả Jackino từ Heaven nữa. Electronic đang còn tìm kiếm đối phương nhưng mà Alex đang lần rất kỹ sau làn bóng này. Và giờ thì Electronic đặt bom được thế nào đây? Alex kết thúc mạng Electronic và đó là triple kill dành cho Alex rồi. Rồi thì Brolin đã bò được vào, và Brolin hơi tham nhưng không sao cả. Messi kịp từ mặt đây nhưng mà Perfecto đổi mạng là quá nhanh chóng, được trở về là 1v1. Lại là một round đấu mà hai team đang đưa đến chúng ta một cái tình huống chết cứu cực kỳ tốc độ nữa. Và hãy xem lần này thì ai là người làm được đây. Jackino lại gỡ luôn, lại Brolin vào phách và Perfecto. Những viên đạn cuối cùng lại không nghe lời Perfecto, loại găm vào tường, và đó là gỡ bom thành công từ Jackino. Trời ơi, quá đáng tiếc, thực sự là quá đáng tiếc khi mà vị trí của Jackino chỉ còn lại có 6 máu mà thôi. Một round thi đấu mà đội hình của các thành viên Na'Vi cũng như Fnatic đã đem đến cho chúng ta một bữa tiệc về tình huống chết kill cực kỳ là chuẩn xác. Chỉ tiếc rằng cho vị trí Perfecto là anh chàng này không thể găm viên đạn cuối cùng vào người của Jackino trước khi quả C4 được gỡ thành công. Và lần đầu tiên tại cái map thi đấu Overpass này, các thành viên Fnatic vươn lên dẫn trước với tỷ số là 12-11 và ép cho Na'Vi phải dùng những quyền tactical timeout thứ 3 rồi. Hai round đấu rồi mà bên phía của Na'Vi để cho Fnatic gỡ cái quả C4 ngay trước mắt của mình. Round đấu của Boomix có lẽ không trách được nhiều khi mà Boomix cũng đã yếu máu rồi, và gần như thế chỉ từ một phán đoán 50-50 thôi. Còn farm vừa rồi thì thực sự là quá đáng tiếc đến từ anh chàng Perfecto này.
Và Fnatic họ đang đến với cả một cái cơ hội cực kỳ rõ ràng tại map Overpass để có thể giành được chiến thắng nha. Để xem ta có nắm lấy được hay không đây, khi mà đến cả ông trời cũng bắt đầu ủng hộ về phía Fnatic rồi. Rất căng thẳng, thực sự rất căng thẳng. Đội hình các thành viên Na'Vi đang lâm vào thế bí. Messi ở đây liệu rằng có tiếp tục có một tình huống đẩy qua hay không? Vít vẫn đang quyết định kề lại và Simple dính lửa lộ vị trí rồi. Có thể thấy là Na'Vi họ đang bắt đầu những tình huống bò trườn cực kỳ quen thuộc của mình. Và trong nhiều round thi đấu trở lại đây, Simple luôn luôn là người tách đầu để hút đạn cho đồng đội để xử lý về sau. Messi ạ cũng được beat khi quả smoke tan đi. Lại tiếp tục là lợi thế về người dành cho đội Fnatic. Và Prolin một lần nữa kéo giãn khoảng cách nhân sự đó ra với cái mạng của Kubit thành công. Alex đẩy ra cực kỳ cùng những Simple có double kill. Nếu có thể bắt đi được Messi thì sẽ là một tình huống 2v2. Nhưng Messi cũng vô cùng quái, anh chàng này không để Simple có mạng cũng dễ dàng. Và tạm thời Fnatic vẫn đang có vô vàn lợi thế ở đây. Thời gian vẫn còn rất nhiều cho đội của Na'Vi. Tuy nhiên thì cơ hội nào đây khi mà Electronic bắn Chutter Naka đầu tiên. Thôi xong rồi, người ABC có lẽ sẽ đẩy rào lấy mạng Electronic sớm thôi. Nhưng không, quyết định chơi an toàn từ Prolin khi mà lượng máu còn lại cũng chỉ là 48. Và giờ thì sẽ là chờ đợi từ Rat Bomb đến từ Na'Vi để bên phía Team Liquid mới xử lý thôi, chứ họ sẽ không muốn mạo hiểm đâu. 30 giây còn lại, Simple cũng đang cố gắng back về lấy U4 lên rồi. Lại là một round đấu rất chậm rãi nữa khi mà bên phía Na'Vi bắt buộc phải làm vậy, nhưng Messi lại đẩy thẳng thủ mid lên và thôi xong rồi. Nếu Na'Vi không làm ngay thời điểm này thì khả năng cao họ sẽ bị bắn liên tục vào lưng. Và giờ bên phía Fnatic đã biết hết những ý đồ phía Na'Vi rồi. Quan trọng là Jacquino cùng với đó là Prolin phải đợi thôi. Đợi Messi về thì câu chuyện sẽ xử lý dễ dàng hơn rất nhiều. Tình huống mà vị trí Electronic đã chủ động cúi đầu xuống rất khôn ngoan. Nếu không thì Jacquino hoàn toàn có thể có mạng anh chàng này. Bây giờ Simple đấy đẩy ra bắn theo tham mình, tạm thời chưa bắt đi được ai cả. Messi người đi móc lại là kẻ bị móc, nhưng quay tầm lại quá nhanh đến từ anh chàng này. 23 frag rồi, Messi thực sự là vào tay. Simple chỉ còn lại 12 máu nữa mà thôi. Và làm thế nào để Simple thể qua cửa ấy? Ba con người của các thành viên Fnatic này không thể móc được, người móc rồi nhưng mà lại không làm được đến từ Electronic. Na'Vi thì có vẻ như họ đang dần trở thành nhân vật chính trong bộ phim đó là Human How Country. Phải tập Việt Nam. Từ một cái tỷ số 9-1 bằng một cách thần kỳ nào đó thì họ biến thành đội bị dẫn trước với tỷ số là 11-13. Và bây giờ thì Fnatic chỉ còn cách cái chiến thắng có đúng 3 round đấu nữa thôi. Từ một thế bám đuổi thì bây giờ Fnatic đã dẫn trước Na'Vi từ lúc nào không hay rồi. Ở đây Jacquinho có một tình huống first pick không thành công. Nhưng quả nết này nó cũng không phải là một quả nết chính xác. Một round thi đấu mà bây giờ đội của Na'Vi thực sự là họ đang vào thế chân tường. Họ đã hết tiền rồi, lượng loss bonus cộng vào đó đang là 3.400 mắc rồi. Nhưng nếu cứ tiếp tục để thua thì họ sẽ không thể nào full buy trong round thi đấu sau được. Rất khó khăn. Đây là một round thi đấu mà đã quá lâu rồi tôi mới nhìn thấy Simple có ốp. Và để xem khẩu ốp trong tay Simple nó có thể tạo ra sự khác biệt dành đội hình của Na'Vi hay không đây. Jacquinho đang muốn đẩy lên rồi. Đúng là máu thật nhưng mà là máu của Na'Vi thôi. Boom miss một pha mà đường nào cũng có người kê. Pha đó lao thẳng thì tôi tin rằng là cũng sẽ có pha bắn đất tham mình đến từ Jacquinho thôi. Còn ở B thì bộ đôi Bombsaby của Fnatic đẩy rất tự tin nha. Và tôi xong rồi, Electronic đang gặp nguy hiểm và để xem nào. Tại sao lại không quay Electric thời điểm này? Đây có lẽ là khoảnh khắc cuối đời của Electric rồi, nhưng Alex không hề có sự phòng bị và cả hai người đang dựa lưng vào nhau. Đây rồi, Electric một tiếng bỏ người thuyền xuống để xem anh chàng này sẽ xử lý được mấy. Như vậy là làm được một rồi, và cũng như là có Bombsaby luôn. Và đó là rồi từ Electric. Một pha clear B thành công, nhưng ở một bên khác thì Beat lại nằm xuống và tình huống vẫn đang chỉ là 3v3. Quả C4 trong tay Perfecto thì đang di chuyển từ hụt T-Bay về và có lẽ vẫn sẽ là vào Bombsaby thôi. Nhưng ở cụ bom tra thì Simple vẫn đang là con át chủ bài, nhà Simple chưa lộ ra đây. Và Simple thấy cái đằng xuống hướng vương rồi, một cái free kill Simple và round đấu này gần như đã trôi về bên phía team Na'Vi. Đổi luôn sang một khẩu Gali để có thể đấu solo em với đối phương, nhưng Brolin thực sự đang thể hiện rằng mình cũng là một người chơi tay rất to. Còn lại cái tên Brolin cũng như là Messi xử lý bên phía bên kia sẽ là cặp đôi Electronic cùng với Perfecto, đều đang là những player rất vào tay ở cả hai team. Messi thực sự những round thi đấu gần đây đều là dấu ấn cá nhân của anh chàng này. Những round thi đấu này thì Electronic nói không. Còn lại Brolin thôi. Player đã gia nhập Fnatic từ năm 14 tuổi ở đây. Có một mạng rồi. Có đoán ra được Perfecto ở ABC hay không đây? Câu trả lời là không. Mà 12-13 dành cho đội của Na'Vi.
vào ngay cái thời điểm mà Na'Vi đang dần trôi vào một thế khó hơn thì họ lại bất ngờ có đòn thắng quan trọng. Và bây giờ thì mặc dù cách biệt vẫn còn là một round nhưng nó cũng không là đủ để an toàn cho Fnatic đâu. Rất căng thẳng, thậm chí là chúng ta đang có thể nghĩ tới được viễn cảnh của overtime nha, khi mà hai team đang liên tiếp ăn miếng trả miếng như thế này. Fnatic ra đấu tiếp theo thì họ yếu tiền, và đây thì gần như sẽ là một cái free round như Na'Vi thôi, cái round đấu bonus để xem thật ai có mạng. Thì còn cơ hội chiến thắng của Fnatic thì nó làm con số 0 cho Trịnh. Chính xác là như vậy. Hôm nay ngày mở màn bảng C, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều những cái tình huống hay, từ một pha chim cho đến một tình huống ace. Thua Fox bài cũng có, hấp bài cũng có, và chỉ thiếu một loạt thi đấu overtime cân não nữa thôi thì ngày thi đấu này của chúng ta sẽ trở nên gọi là hoạn toàn vẹn hơn bao giờ hết. Để xem Na'Vi cùng Fnatic có phải là cặp đấu đang được mong chờ loạt thi đấu overtime hay không. Electronic đẩy vào đây, có thêm cái mạng của anh chàng Creams. Cơ hội không phải là có quá nhiều Fnatic trong round thi đấu này, thì đây chỉ là tình huống eco. Họ không để mất bất cứ một súng nào cả, 13 đều dành cho cả hai bên. Và giờ thì bên phía team Fnatic, một round đấu có thể coi là gần như quan trọng nhất đối với họ trong cái map theo Overpass này rồi. Nếu thua thì không chỉ là để đối phương vượt lên dẫn trước mà sẽ là để cho Na'Vi có cái match point luôn nha, khi mà lượng tiền của Fnatic bây giờ đã là con số 0 rồi, họ đã up tất cả những gì mình có ở trong round đấu này. Zakino thực sự đây đang là cái mắt xích yếu nhất của Fnatic ở trong map Overpass này. 77 ở một cái vị trí main RP thì nó là quá khó dành cho bất cứ đội tuyển nào. Ở trong những cái cơ hội gần như cuối cùng là chính Zakino có thể thể hiện được bản thân mình hay không, hãy cùng chờ đợi xem nào. Nếu như Zakino lên tiếng kịp thời thì hoàn toàn vẫn có hy vọng để chúng ta tiếp tục nhanh. Phong độ như này thì hơi khó với một cái tình huống gần như là 4v5. Vào thi đấu, Zakino đang chủ động bái ốp không giáp. Một quyết định cũng tương đối liều lĩnh nhưng là cần thiết khi ở map thi đấu Overpass này, khẩu ốp là một thứ vũ khí tương đối quan trọng bên Cityside. Ở đây thì vị trí Electronic đã có một góc đứng rất gần tại cuộc Monster này rồi. Boombix lộ tiếng ra xin flash để đẩy, nhưng Alex không thể nào có mạng ở gục kịp thời. Electronic liệu đã lộ hay chưa? Trước đó thì Cream đã hạ gục đi anh chàng Boomix thành công. Bây giờ Electronic mới bắt đầu đẩy vào, nhưng góc đứng này của Electronic không biết đâu là lửa đâu là địch nữa rồi. Simple chỉ còn lại 7 máu nhưng vẫn hạ gục đi Alex thành công. Tuy nhiên thì đó vẫn làm lợi thế 4v3 dành đội hình Fnatic, và Simple thì gần như là không còn bất cứ một giọt máu nào nữa rồi, bắn vào đâu cũng sẽ nằm xuống. Xem Na'Vi sẽ xử lý ra sao đây. Một round đấu mà Fnatic đang có rất nhiều lợi thế. Tuy nhiên thì Na'Vi đang quay đầu VA rồi, và hiện tại bom xe của Fnatic chỉ có Zakino thôi. Player mà đang là cái dấu hỏi chấm lớn với Fnatic ở trong cái map thiếu này. Và sẽ chủ động bắn retake của Fnatic. Tình huống retake 4v3 có cơ sở nha. Bây giờ thì beat một pha làm đôi một với chỉ một khẩu Gali. Quả flash của Zakino chính xác là quả flash có vẻ như là tự phế đồng đội của mình rồi. Và bây giờ thì là rất khó khi mà Beat vẫn đang góc kê những ngang đẹp đến như thế này. Và rồi thì Beat cái bồm tiếp theo trước khi nằm lại với Cream Z và Simple đối đầu với Cream Z. Cả hai lần này đều chỉ một hit thôi là sẽ nằm. Ai là người xử lý được đây? Cream Z rất công kênh lụm cho mình hẳn một khẩu ốp để làm gì? Đối phương sẽ chỉ trốn thôi mà không có thể hit thì sẽ không ra đâu. Và Cream Z flick thành công vào người Simple. Một tình huống mà tôi nghĩ rằng là chỉ những play mà bằng nửa tuổi Cream Z làm được thôi, nhưng Cream Z vẫn có thể flick kịp. Và đây là pha gỡ bom thành công của Fnatic 14-13 rồi. Rất căng thẳng, chưa thể nói trước được một điều gì cả. Hãy cùng nhìn lại cái tình huống xử lý này đến từ Beat. Ba cái mặt, đúng là headshot machine. Nhưng ở đây tình huống flick đó của Creams có lẽ bản thân Simple cũng như rất nhiều người không thể nào ngờ tới được. Một phản xạ cứ như hồi còn trẻ vậy, rất ảo. Và bây giờ thì lập tức là Fnatic phải có một lần tham ảo để ăn mừng rồi. Round đấu cực kỳ quan trọng mà Creams đã làm được. Hay là trong cái map này thì đồn luôn Cream Z bắn ốp thay ông Zakio, tôi nghĩ rằng là hợp lý hơn. Bắn đến 28 round rồi, Zakio có 8 mạng. Nhìn cái pha bắn ốp vừa rồi của Cream Z thì thực sự là tín đi, không phải tin được. Và bây giờ thì sẽ lại là một kỳ round tiếp theo, Fnatic họ cần cứu nha. Cái round thắng trước đó họ tốn quá nhiều cái lượng tài nguyên khiến cho round đấu này thì chỉ có đó là một ốp, một AUG. Pháp lại ở đây đang phải bắn pha mát để tối ưu hóa lượng bom mìn. Chính xác là như vậy, và thậm chí ra thi đấu này Fnatic cũng chỉ có một kit mà thôi. Đa phần của đội tuyển ở Cityside họ thường sẽ có một kit ở A và một kit ở B. Với Fnatic ra thi đấu này thì lượng kinh tế sẽ không cho phép họ làm điều đó.
Electronic lại một lần nữa bò trườn vào đây. Rằng lần này có tình huống bắn tốt hay không đây? Câu trả lời là có. Flash được trả ra để đẩy nhưng cầm bom giữa đường, Alex ngay lập tức phải bỏ mạng. Electronic có triple kill và bom side B vẫn chưa clear hoàn toàn. Nhưng Perfecto đã hạ gục điểm Roland thì có lẽ Jackinho đi xếp súng mà thôi. Mặc dù vừa có một round thắng cực kỳ cảm xúc nhưng mà ngay lập tức thì Fnatic lại tặng chúng ta một cái round thua nó lạng nhách đi. Khi mà mọi thứ nó chấm dứt chỉ đâu đó khoảng 30 giây thôi. Bom side B đã trở thành một cái mồ chôn của đại đa số bên phía team Fnatic. Giờ thì sẽ là lúc làm siếc từ Na'Vi thôi. Nào, lên. Tuy nhiên thì Jackinho đã trốn rất kỹ rồi. Và Simple đi tìm thì khả năng cao Simple mới là người nằm nha. Còn pha này mà Jackinho kê trước nữa còn không bắt được ai thì có lẽ nghĩ lại việc sử dụng tiếp khẩu ốp ở trong những round đấu cuối cùng của map Overpass này. Đây rồi, Simple sắp sửa đi vào tầm của Jackinho để xem anh chàng này biết bấm chuột trái đúng lúc hay không. Bấm chuột trái, ui, không bấm chuột trái mà đó lại là di chuyển nhưng vẫn có được mạng của Simple ở đây rồi. Lý do để anh chàng Jackinho này tiếp tục sử dụng ốp là đây chứ đâu. Một bảng exit frag an ủi dành cho cái tên Jackinho khi mà thi đấu thứ 14 đã đến dành cho đội hình của Na'Vi. Rất căng thẳng. Cứ tưởng sau khi lượt thi đấu first half kết thúc thì đây sẽ làm chiến thắng dễ dàng cho Na'Vi tại Overpass để củng cố thêm cái tỷ lệ phần trăm chiến thắng của họ. Fnatic đang thi đấu vô cùng quả cảm ở đây, định làm một chim đến từ mid ạ. Thôi xong rồi. Bao nhiêu cái hay cái đẹp của người anh Simple không học. Học toàn những cái thói hư tật xấu thôi. Và có lẽ sẽ được xem lại cái tình huống chim chóc đó một bit sớm thôi. Ôi, may là lời đằng sau vẫn còn đó là sự tỉnh táo. Chứ nếu như hai ông cầm dao thì tôi nghĩ rằng đó đã là một pha ăn lỗ chuyên cho anh chàng Jackinho này. Và đây, đó chính là Perfecto. Vẫn đang có một cái sự hoàn hảo đây, một sự đắn đo đến từ anh chàng này. Mất hết súng ở round thi đấu vừa rồi đến từ các thành viên Fnatic, đồng nghĩa việc round thi đấu này họ sẽ fox bài với những khẩu lục giáp mà thôi. Một lượng bom pin ít ỏi và họ phải đẩy ra để kiếm cho mình một lượng thông tin. Thông tin họ có là Electronic có một, nhưng Crims đổi mạng cũng là cực kỳ nhanh chóng. Các thành viên còn lại của Na'Vi họ đang muốn đổi hướng đánh lên bom xe. Simple cầm ốp tanh đầu. Cái nòng súng dài này liệu có nằm xuống với họng súng pro lên hay không đây? Câu trả lời là không. Viên đạn DE không trúng đầu thì đó là cái kết. Jacky, chính xác gọi là Beat vừa hạ gục đi anh chàng Jackinho. Và hết rồi. Có lẽ vị trí của Crims nên nghĩ đến một tình huống đi xếp AK. Trừ khi là Messi có một tình huống hóa điên ở đây. Vâng, để xem Messi điên đến đâu nào. Messi một bom đầu tiên rồi, vẫn còn nguyên nhà. Messi vẫn đang quá quẩy, boot này là rất tốt và hãy cùng chờ đợi xem nào. 50 giây còn lại nào vì vẫn chưa hoàn toàn chiến lược của bom xe A. Crimz cũng đã có mặt đây và Crimz bắt thêm cả beat nữa nhưng Simple đổi mạng rất nhanh chóng. Bây giờ thì Simple muốn sắt đào đốt Messi luôn. Nhưng khe này thì Simple vẫn là người giành chiến thắng. Tôi đã tưởng rằng Messi có thể làm nhiều hơn nhưng mà Simple nói không. Và đó là match point cho Na'Vi, cái match point duy nhất ở trong map Overpass này. Match point duy nhất thì đội hình của Fnatic họ lại hết tiền. Rất khó khăn. Đây sẽ là một round thi đấu mà có lẽ phải cần nhiều hơn kỹ năng, cần nhiều hơn chiến thuật và đôi khi là một chút những cái sự may mắn nữa thì đội hình Fnatic mới có thể giành được cho mình round thi đấu chiến thắng. Thứ vũ khí đắt giá nhất mà họ có thể chi ra được bây giờ là một khẩu scout trong tay của Jackinho. Những player còn lại đều là DE mà thôi. Bom mìn thì rất nghèo nàn. Quá khó rồi. Mặc dù đã chiến đấu cực kỳ kiên cường trước Na'Vi, tuy nhiên thì có lẽ đây là toàn bộ khả năng của Fnatic rồi. Là đầu cuối cùng mà chỉ có DE với Scout như này thì rất khó. Và để xem rằng họ sẽ xử lý cái round đấu này ra sao đây. Đối với Na'Vi thì họ cũng vẫn đang thì được thoải mái thôi, stick lại với nhau thì để ban đầu. Vẫn đang là những đường chiếm map quen thuộc đến từ Na'Vi. Beat sẽ được đắc cử ra cục A-Long sớm thôi. Trong khi đó thì những player còn lại sẽ là hai người đi nối cũng như là hai người giữ lại ở cục Outside B. Sẽ rất chậm rãi đến từ Na'Vi mà thôi. Họ biết round thi đấu này các thành viên Fnatic yếu tiền. Để xem phương án xử lý của họ là gì. Có lẽ không cần đến những sự rườm rà thời điểm này. Thì làm những điều đơn giản đôi khi lại là điều khó nhất. Chỉ cần họ stack cùng với nhau, đổi mạng liên tục cho nhau thôi. Đã là một chiến thắng ở map thi đấu đầu tiên rồi. Không cần phải có tình huống tách lẻ ra ở đây. Một viên scout thì nó không chính xác. Bumit ngay lập tức lùi về cùng với những người đồng đội của mình. Chủ động bắn 3 toilet đến từ bên phía Fnatic rồi. Và liệu rằng quyết định này có phải quyết định đúng đắn hay không?
Prolin đã đẩy nhà, và liệu rằng Prolin tham minh đây rồi. Một mạng đầu tiên dành cho Prolin và đó là double kill. Rất bất ngờ khi mà Messi bắt thêm cả beat nữa, mà chúng ta đến gần với thủ ông Tham hơn bao giờ hết. Na'Vi một lần nữa họ chứng tỏ thương hiệu mình là máy lọc fan hàng đầu Ukraine chẳng. Rồi xong rồi, một round đấu tưởng chừng như là dễ nhưng lại trở thành khó hơn bao giờ với Na'Vi. 2v5, Electronic không nhìn thấy cái gì cả ngoài cái chết, và đó là bạn dành cho Alex. Một mình Simple bị đưa vào thế khó. Một bạn đầu tiên thì Simple phải làm điều vừa rồi, thêm 4 lần nữa thì mới có được cái chiến thắng chung cuộc với Na'Vi. Và đây rồi, cái mạng thứ hai Simple. 25 giây, trung bình cứ 10 giây có một mạng thì có khi là kịp chứ không được rồi. 19 giây vẫn chưa vào đến bom sai thì lối đi nào cho Simple cũng như là Na'Vi đây, mà chúng ta có lẽ là nghĩ đến rất là trong một đám tôi, và mạng cuối cùng dành cho Prolin 15 đều cho bên phía những Fnatic. Rất ảo, quá khó tin đến từ đội hình của Fnatic với một tình huống tỏa sáng của Prolin. Thực sự để mà nói, không ai có thể nghĩ được rằng Fnatic có thể kéo đến loạt thi đấu overtime tại thời điểm này. Có lẽ là chúng ta sẽ không phải nghỉ ngơi trong ít phút trước khi đến với những diễn biến của loạt thi đấu OT đầu tiên của ngày hôm nay. Child of the nation, we seek redemption, time for salvation. Today is meant to be day of victory, time for history. Rebirth's a tendency, fight the entropy, channel your rivalry. You're praying for fortune to come, you're hearing the sound of the drums. It's too late to backtrack, but pack your back now. Keep your feet on the road and stand up. You've got what it takes to fight back. Don't stop until you black out, 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 out. Stand up, up, you've got what it takes to fight back, back. Don't stop until you black out, out. Give what you got, show them how to make it. Save your team, be a hero. Take home the cup, be a star. They're waiting for you, take aim, shoot your arrow. It's your time to shine, show them who you are. Stronger, gotta go faster, gotta get better, gotta work harder. It's fight or flight now, getting get up now. Go with the mold, go for the goal, lead up the stadium, you know it's not a stand up. Takes to fight back. Don't stop until you black out, out. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cả loạt thi overtime thôi. Một cái trận đấu mà thực sự là quá nhiều bất ngờ nối tiếp bất ngờ rồi. Khi mà Na'Vi họ đã có một tiếng làm ảo thuật ở trong trận đấu cuối cùng của loạt thi chính thức. 5 AK toàn súng to rồi, nhưng mà thua đó là DE như là Scout. Và giờ thì liệu rằng là Na'Vi có thể sửa sai được cái loạt thi overtime hay không đây? Rất khó tin, vừa rồi có một tình huống mà anh chàng Jackinho nhảy ra để xin chết. Một viên đạn AK là đủ đến từ vị trí của Electronic. Bây giờ 5v3, lợi thế quá lớn dành cho đội hình của Na'Vi để có thể tận dụng. Họ sẽ làm như thế nào đây? Đội hình Fnatic bây giờ mất hai người rồi, Alex sẽ phải chịu trách nhiệm cho khẩu ốp này. Nhưng liệu rằng như vậy có là đủ hay không?
Bên phía Fnatic với việc chỉ còn 3 thì họ quyết định phải bắt bài bom xe A rồi, khi mà rõ ràng chia ra thì cũng không thể nào kiểm soát tốt được một bom sai nào cả. Cái quyết định bắt bài bom xe A này thì có lẽ là quyết định sai lầm rồi, khi mà Na'Vi đang tập trung quá đông người ở khu B-long cũng như cả B-short nữa, và chỉ có một mình anh chàng Beat là đang bò trườn ở khu toilet thôi để tạo sức ép cũng như là có tình huống pha kè ở khu bom xe A thời điểm sau. Nhưng không, đó không phải là pha kè mà đó lại là sự thật luôn, khi mà bên phía Na'Vi họ lại chạy vượt dã về khu mid cũng như là muốn lên A. Được thôi, xong rồi, kể cả còn 5 nhưng mà nếu vào thời điểm này thì Na'Vi hoàn toàn có thể đón nhận cái round thua tiếp theo riêng mình nha. Một góc đứng đẹp đến từ Brolin ở đây. Brolin không thể có bất cứ một mạng gục nào cả, nhưng Messi và Alex liên tục có mạng. Chỉ còn lại một mình Messi mà thôi, một tình huống xử lý 1v3. Quá khó để clutch trong tình huống này khi mà Beat đang có một góc đặt tầm kề trước. Bây giờ Beat trả bom ra và Beat headshot đi Messi thành công. 16-15, round thi đấu đầu tiên của loạt overtime đã có dành cho đội của Na'Vi. Rất đáng tiếc là Brolin lại nằm xuống hơi sớm. Nếu mà Brolin sống thêm được một chút nữa thôi, tôi tin rằng là câu chuyện đã khác. Và bộ đội Brolin thì cũng dù còn bắt được cả cầm C4 nữa. Nhưng mà đó cũng là những nỗ lực của Brolin trong một tình huống 3 Việt Nam rồi. Và cùng chờ xem nào, hai là đấu ít và còn lại bên phía City thì Brolin có trân trọng được hay không đây, khi chúng ta đều nhớ ra là họ bắn T sai tệ đến như thế nào trong lượt thiếu first half. Và nếu như không có được bất cứ chiến thắng nào bên phía City thì sẽ là một cái thảm cảnh của Brolin. Còn ở đây thì vị trí của Alex không được rồi, cố gắng first pick beat nhưng mà không thành công, và bây giờ thì sẽ phải giao lại cuộc chiến này cho Brolin với của AUG thôi. Chính xác là như vậy, đấy sẽ là một round thi đấu mà đội Fnatic họ triển khai lối bắn hai ốp. Ở giải thi đấu ESL Pro League Season 14 lần này của chúng ta thì lượng tiền được cộng vào mỗi một loạt thi đấu overtime nó sẽ là 16.000 đô. Đồng nghĩa việc bên phía City Side có thể triển khai lối chơi này một cách cực kỳ dễ dàng. Simple đã có một góc kề và Messi may mắn còn sống với 11 máu còn lại. Cực kỳ là kinh nghiệm, nhưng vẫn hơi thiếu đi một chút những cái sự may mắn. Và để xem khi đang có tận hai player yếu máu như thế này thì Fnatic xử lý ra sao đây. Lại một round đấu mà Na'Vi có lợi thế thì ban đầu rồi, nhưng lần này chỉ là một chút lợi thế về máu thôi chứ chưa phải là về số lượng player. Nhưng Bumit đang tay có rất mạnh mẽ đây, một góc khác thì Simple bắn bot được hai, nhưng trong đấy lại có đồng đội, nhưng không sao cả khi mà Bumit đi chợ bom bì. Double kill cho Bumit và như vậy đã là quá đủ rồi. Brolin và Zekino có lẽ phải chân chúng thôi, khi mặc dù lượng tiền là nhiều nhưng bắn City lên up double op như thế này thì ra đúng sau cũng khó mà thể mang cách thoải mái được. Nào, Zakinho vẫn muốn làm tiếp, có vẻ như sẽ không làm được gì thêm đâu khi mà bên phía Na'Vi thì đã bút Perfecto lên Heaven luôn rồi. Và Zakinho đang có nguy cơ bị bắn vào từ phía sau lưng nha. Zakinho đang bò ra, anh chàng đang tìm kiếm một điều gì đây. Một cái chết sớm mờ và câu trả lời đúng là như vậy. 17-15 dành cho đội hình của Na'Vi và họ không để mất. Chính xác hơn là họ đã khiến cho Fnatic mất đi toàn bộ súng của mình. Ra đấu cuối cùng này thì Fnatic không thể bắn double op được nữa rồi. Và Simple, tôi đang rất mong là nhìn được cái tình huống anh chàng này bắn xuyên người đồng đội đây rồi. Một tình huống mà tự Electric lao đầu vào đường đạn thôi chứ cũng không thể chắc Simple được. 17-15 và Na'Vi lại đang đến với cả cái cơ hội giành chiến thắng ở Battle Pass nó gần hơn bao giờ hết rồi. Nếu như có thêm được round đấu này nữa thì tôi tin rằng là Fnatic sẽ rất khó để vực dậy được bên phía T-side. Chính xác là như vậy. Bây giờ thì có lẽ không nên tiếp tục spam đến từ anh chàng Messi, khi mà vị trí của Zippo một viên ốp xuyên qua cái tấm ván gỗ này thôi hoàn toàn có thể khiến Messi phải nằm xuống. Na'Vi họ đã có hai round thi đấu đánh vào cả A cũng như là bom sai B và đều dành cho mình chiến thắng. Quyết định của họ trong round thi đấu này sẽ là gì đây? Trước đó thì xin chúc mừng bạn Hoàng Anh đã là người may mắn nhất được Steam code 5 đô. Và bạn hãy liên hệ với kênh Nimo TV của 500 Bros để có thể nhận được phần thưởng này ra. Còn giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với game thi đấu khi mà Fnatic họ quyết định chơi liều rồi đẩy khúc B-long. Nhưng mà Electronic ở đây không vượt qua được tên Alex. Lợi thế người đến với Fnatic, một cái đấu hiếm hoi họ làm được điều này trong lượt thi đấu overtime. Và để xem rằng với lợi thế hơn một người có là đủ Fnatic hay không. Vẫn đang trung thành 3A và 2B thôi, định default Matthew Overpass. Trong khi đó thì Na'Vi họ vẫn đang đánh rất chậm, bò trườn lên và Simple sẽ là người đi đầu với một khẩu ốp trên tay. Chúng ta có lẽ cũng không còn quá lạ lẫm với từng ốp tay như Simple rồi, nhưng mà liệu rằng có làm được trong tình huống này không khi đối phương đang có đến hai người ở đây. Và rồi thì Simple không được rồi, đó là bơ phích tạo lập xuống nhưng Simple lại đổi mạng là tốt. Nhưng vẫn là Brolin nhà và có vẻ như là vì không ngờ tới Brolin bắt được Bumit cũng luôn thì Simple phải đập xuống về Messi rồi. Và một mình chịu Beat có vẻ như không đủ khi tham, chỉ còn lại đó là 20 giây trong tiếng 1v3. C4 còn đang rời nữa thì đó là 16-17 dành cho bên phía team của Fnatic.
16-17, nhưng đây sẽ là Fnatic bên phía T-side. Và nếu chúng ta còn nhớ ở lượt thi đấu first half thì họ có một lối chơi không thực sự quá sáng cửa. Để xem sang lượt thi đấu overtime này họ đã rút ra kinh nghiệm của mình chưa. Mọi thứ sẽ bắt đầu vào thi đấu đầu tiên này. Để xem đội tuyển nào sẽ là đội tuyển vươn lên, Na'Vi 18 hay Fnatic gỡ hòa 17 đều. Rất căng thẳng rồi, không ngờ rằng là một cái tên được đánh giá cao như Na'Vi lại đang phải chật vật trước một Fnatic đang liên tiếp có sự thay đổi nhân sự trong quãng thời gian vừa rồi. Trong khi đó thì Fnatic cũng đang chiến đấu cực kỳ ngoan cường ở trên map pick của chính mình. Rõ ràng họ đều biết rằng sang cái lúc sẽ là một cái thử thách cực kỳ khó nên họ muốn làm được ngay tại map thiếu này. Và để xem rằng là những nỗ lực của Fnatic có được đền đáp bằng một cái chiến thắng hay không, hay họ sẽ gặp ngùi nhận thua ở trên chính map đấu của mình là map thiếu Overpass này. Chính xác là như vậy, sang đến map thi đấu núc thì Na'Vi đang có tỷ lệ chiến thắng là 100% sau 6 map thi đấu. Rõ ràng là không chỉ Fnatic mà không có một đối thủ nào muốn chạm mặt một đội tuyển đang có tỷ lệ chiến thắng 100% ở bất cứ map thi đấu nào cả. Đây là cơ hội để Fnatic có thể làm nên được điều bất ngờ khi họ là đội tuyển được đánh giá cửa dưới trong cặp trận BO3 này. Beat đang có một góc đứng rất đẹp, trả Spock ra để có thể câu thêm khoảng thời gian nữa. Simple một góc kê cường. Và liệu rằng Alex in-game leader mới Fnatic có thể bắt đi được Simple thành công hay không đây? Câu trả lời là không nên mạo hiểm. Và vẫn là 5v5 cực kỳ chậm rãi đến Fnatic mà thôi. Lại một round đầu muốn đánh chậm nữa nhưng Fnatic nên nhớ rằng là họ đang đánh chậm với ai. Vâng, ông Tổ mới đánh chậm ở đây. Tôi đang cảm thấy một sự cảm không lành cho Fnatic vẫn đầy rồi. Bỏ trườn đến từ DreamZ. May mắn là Prozen kịp đổi mạng của Lex thành công và đưa tình huống về là 4v4. Na'Vi đang cố gắng back hết về bom xe bi và chỉ còn lại một mình đó là Simple đẩy được khu toilet thôi. Nhưng ở B thì sắp sửa hỗn chiến thật sự rồi. Một pha bắt bài có vẻ như đúng lúc và kịp thời đến từ Na'Vi và tận được Simple còn bắt được ngay một lạc bằng tên Prozen. Ở đây thì Mezi bắn lỡ skill. Sakino kịp đổi mạng nhưng Tham đã là cận kề rồi. 5 giây còn lại không cần kịp bom và đó sẽ là bài bài Fnatic. Ừ, hết rồi khi mà Beat trốn rất kỹ và thậm chí Beat cũng giặt ra bắt lấy ở khoảng gian đã là hết. 18-16 và Na'Vi sẽ có tiếp tục hai match point cho mình ở trong map Overpass này. Hai cái match point có thể tận dụng được đến từ Na'Vi. Còn nhớ lại ở bảng thi đấu B trong trận đấu giữa OG cùng với Sinner tại map thi đấu đề núc thì OG đã có vô vàn cơ hội. Cuối cùng thì họ lại để cho Sinner giành được cho mình chiến thắng với tỷ số cực kỳ, đó là sát nút 22-20. Để xem Fnatic có thể làm cho chúng ta thấy một điều bất ngờ hay không đây. Round thi đấu họ vẫn có thể bài được một cách thoải mái mà thôi. Khi đây là loạt thi đấu overtime, Jackinho vẫn sẽ có ốp trong tay của mình. Và vừa mới khởi điểm round thi đấu, tôi không hiểu điều gì khiến cho Electronic chỉ còn lại có 59 máu mà thôi. Đây sẽ là một lợi thế nho nhỏ mà Fnatic có thể tận dụng được trong tình huống đấu súng trực diện. Giờ thì Electronic lại muốn đẩy rồi nhưng đang người kề lại nhà và Electronic đang trong tầm nguy hiểm và đúng là như vậy. Một pha kề lại rất trì từ Mezi và Electronic đã phải nằm xuống rồi. Lợi thế người một lần nữa nghiêng về Fnatic 5v4. Nhưng mà nãy giờ thì chúng thấy rằng là những pha 5v4 Fnatic xử lý vẫn chưa thực sự là gọn gàng hiệu quả cho lắm. Liệu rằng round đấu này có phải là một điều tương tự hay không? Vẫn đang là đánh rất chậm rãi Fnatic thôi. Họ hầu lại ở khu vực mid và chưa hề có ý định là đánh lên A hay là xuống B cả. Mid đang đợi ngay sau quả smoke này để xem rằng mid không sủi kịp rồi. Một pha mà tham mình rất chuẩn xác đến từ anh chàng Alex. Lợi thế người đã là quá lớn cho bên Việt Team Fnatic và đến như này mà họ còn không thắng được nữa thì tôi cũng quỳ. Bây giờ đẩy tanh thẳng một cung bom sai Alex có luôn các bạn Boomix ở đây bro lên một tình huống nhảy cực kỳ khéo léo và vị trí của Perfecto cũng đã bị phát hiện ra. Một round thi đấu chiến thắng hoàn hảo dành đội Fnatic khi họ không để mất đi bất cứ ai cả. Nhưng vẫn sẽ là một cái match point nữa cần phải cứu. Và liệu rằng Na'Vi có thể dứt điểm đi Fnatic ở cái map thi đấu Overpass map pick của chính đối phương hay không đây? Một cái trận đấu thực sự là quá dài hơi rồi. Thậm chí chúng ta có thể sẽ phải khăn gói đến với loạt thi đấu overtime tiếp theo khi mà Na'Vi vẫn đang gặp vấn đề ở trong cái khâu dứt điểm trận đấu từ lượt thi đấu chính thức cho đến với cả loạt bù giờ này. Trong khi đó Fnatic thì chưa một giây nào họ ngừng hy vọng có thể comeback và giành chiến thắng được ở trong loạt overpass. Bây giờ thì sẽ có pha stack nhất siêu đau đến từ Fnatic nha. Hai thương binh hạng nặng từ Na'Vi luôn rồi, đó là chủ đích cũng như là Simple. Những cái góc phút mà Na'Vi đã làm quá nhiều lần ở trong những lượt thi đấu chính thức rồi và lần này thì Fnatic họ đã đọc vị được bên phía Na'Vi. Còn giá như có thêm một quả nết nữa thì đó sẽ là án tử cho bộ đội Na'Vi luôn, nhưng như này thì có lẽ là cũng đã đủ rồi. Một người 9 máu, một người 19 máu.
không còn lợi thế rõ ràng nào hơn cho Pratic để họ có thể kéo trận đấu này đến loạt OT2. Ở đây thì được các thành viên bên phía của Na'Vi họ vẫn đang có một đội hình bắn 3B cũng như là 2A. Vị trí của Beat đang có một góc kề khá đẹp tại khu vực A long này. Sẽ là một góc đấu skill đến chết. Và Alex, in-game leader đã tỏa sáng trong lượt first half trước, liệu rằng có muốn đối đầu với Headshot Machine thế hệ mới mang tên Beat hay không đây? Làm giây còn lại, một round đấu chậm nữa đến từ bên phía team Fnatic, nhưng Beat đây thì đã có một chút thông tin rồi. Liệu rằng với việc phát hiện ra player ở long thì Beat có côn team di chuyển hay không? Bách bắn 3B và chỉ còn 2A thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì bên phía Fnatic lại đang muốn chuyển công tác lên A thật luôn. Và giờ thì trọng trách của Na'Vi sẽ đặt trọn lên đôi vai của Beat cũng như là Boomis. Hammer đang tạm thời chấn giữ bom xe nha. Còn Boomis, đây sẽ là cái vị trí mà phải có mạng, và nếu như Boomis chết chay thì sẽ là cái chết chay tốt đến từ vị trí Beat thôi. Boomis đây có một rồi nhưng không phải là hai. Ở phía bên khác thì Beat lại bị đấm mồm và có vẻ như là OT3, chính xác OT2 sẽ diễn ra rồi. Rất dễ để điều đó thể xảy ra khi bây giờ Simple cũng như Electronic thì đã yếu máu từ đầu round rồi. Vị trí Perfecto đang móc máy nhưng Jacky nhô kề lại và theo tham binh Creeps đẩy vào hạ gục đi Simple thành công. Bộ đôi còn lại thực sự là quá khó khăn cho Na'Vi, nhưng Perfecto đã bắt đi Jacky nhô rồi. Người kê ốp đã chết, Electronic cần phải có một nhưng Electronic không có ai cả. Perfecto 1v3, Brolin đã yếu máu rồi nhưng các thành viên Fnatic họ đã chia ra từ rất nhiều đường. Và chúng ta sẽ có OT2. Chưa thể dứt điểm được trận đấu này đến từ Na'Vi. Rất bất ngờ khi mà tính từ lượt thi đấu chính thức cho đến nay, Na'Vi đã để lỡ đến 3 max point rồi. Và Fnatic liệu rằng đến OT2 thì họ có thể hoàn thành cái chuyện comeback của mình được hay không đây? Tầm này thì mọi sự đều đang quá khó đoán, thì cái team đều đem chúng ta hết bất ngờ này đến cái bất ngờ khác. Tiếp tục là một tình huống stack nét đến từ các thành viên Fnatic, nhưng lần này thì Na'Vi đã cẩn thận hơn rồi. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả. Và ở đây bây giờ tôi mới nhìn thì Simple đã có cho mình tận 37 frag. Một chỉ số quá khủng khiếp đến từ anh chàng này. Các thành viên Fnatic round thi đấu này sẽ làm round thi đấu mà họ rất tử tốn mà thôi. Họ đang có lợi thế về mặt tâm lý khi vừa mới gỡ hòa thành công. Nhưng Beat cùng với những người đồng đội nếu tiếp tục đẩy khu vực connector này thì lượng thông tin sẽ là rất lớn. Và khi nó Fnatic phạm vi di chuyển của họ sẽ là cực kỳ tù, cần phải nhanh chóng hơn. Vẫn đang cố gắng clear toilet cũng như là kiểm soát tối đa diện tích map đến từ bên phía Fnatic thôi. Và sau khi đã gây đủ sức ép lên khu vực mid và toilet rồi thì bên phía của Fnatic có vẻ quyết định tự tin back về bắn ở bom side B. Tuy nhiên thì Na'Vi, lượng thông tin họ có được cũng là dồi dào không kém nha. Họ cũng back về tới tận 4B trong tình huống này, và nếu như vào B thì sẽ là chui đầu vào rõ, rồi tôi tin là như vậy. Đây là quá khó để vào ở đây thì Electronic khai màu rồi, bắt ngay được Alex thành công, nhưng mà đó là double kill từ Electronic. Prolin của Simpson có được 1. Boomit kịp thời có mặt đây để bắt được thêm Kino, nhưng Prolin đã đổi mạng thêm Boomit thành công từ cái là 2v2. Nhưng pha trên cái độ quá cao đến từ cái team, tạm thời cũng vẫn đang cân bằng mấy người thôi. Bây giờ thì Na'Vi sẽ phải retake trong tình huống này. Beat đang có vị trí B-long và đây sẽ là vị trí cực kỳ đẹp, nhằm Simple đã không có đường để làm đâu. Và giờ thì Beat bắt được Prolin nữa rồi, và CreamZ lại bị đặt vào tình class. Lượt thi đấu đầu tiên thì CreamZ đã từng có pha clutch rồi, nhưng lần này thì khó hơn rất nhiều nha. Đẩy vào thành công, vị trí CreamZ vẫn làm chị Vi vô cùng bất ngờ. Đối đầu anh chàng này sẽ là tên Simple. Bây giờ Simple quyết định là gỡ luôn một tình huống gỡ chỉ, mới có thành công hay không đây. Vẫn kịp thời lắc ra và no scope thương hiệu đến từ Simple kết thúc đi CreamZ. 19-18 dành cho đội hình của Na'Vi. Một tình huống thi đấu quá tỉnh táo đến từ Simple. Một cú mà nghe tiếng Cream bay vào thôi thì lập tức giặt ra và có mạng trong đâu đó khoảng nửa giây, không ảnh hưởng quá nhiều đến cái quá trình dưỡng bên khi có kit. Cream Z thì cũng đã cố gọi là hết sức rồi. Tuy nhiên thì quá khó để trong một tiếng class 1v2. 19-18, một lần nữa thì Na'Vi lại là tuyển vượt lên dẫn trước. Và để xem rằng là họ có thể trân trọng được những cái cơ hội nhỏ nhoi này để chuyển hóa thành một cái đào thắng, một cái map thắng hay không đây. Đã để lỡ quá nhiều cơ hội từ bên phía Na'Vi rồi. 19-18, Simple này vẫn đang có một góc kề cường, thể thấy sự tự tin đã đến sau một tình huống anh chàng này clutch 1v1 thành công. Hạ gục điệp Brolin rồi, và người tiếp theo sẽ là cái tên Alex. Khả năng rất cao là các thành viên Fnatic họ sẽ lại tiếp tục phải đi cứu những bát con mà thôi.
Con số 20 đang gần với các thành viên Na'Vi hơn bao giờ hết khi mà họ đang có lợi thế là hai người và chưa mất đi bất cứ một giọt máu nào cả. Greens cùng với những người đồng đội sẽ cần phải làm tốt trong round thi đấu này, nhưng phải đối đầu với một người đầu tiên, đấy là Electronic cũng như là Beat cái đã. Hết rồi, hết thật sự rồi. Không còn nhiều điều mà Meiji cũng như là Zekino có thể làm được, tôi tin là như vậy. Và thậm chí rằng Simple ở đây tiếp tục cày kill một cách triệt để thôi, 41 frag rồi. Và liệu rằng có một cú mà ngay trận đầu ra sân Simple làm khoảng 50 mạng hay không đây? Nếu như có rằng co thì có thể nha, tuy nhiên thì Na'Vi họ đang muốn đến cả hồi kết thúc rồi. 2-0, bây giờ thì có khả năng sẽ là 3-0 ở trong lượt thi đấu overtime thứ hai này bên phía City dành cho Na'Vi. Simple đang vẫn tiếp thực hiện một cái phong độ hủy diệt của mình tại cái map Overpass này từ lượt thi đấu first half cho đến giờ. Cái giá quân trận đấu mở màn như trong mơ, khuôn mặt quá tự tin đến từ Simple. Rồi trên kênh chat cũng có anh em hỏi là làm thế nào để có thể nhận thưởng, thì bạn hãy inbox vào page 500 Rose CSGO ở trên Facebook, chụp lại đó cái lock chat của Nemo là đã trúng thưởng Pick Me ở trong phần inbox. Như vậy bọn mình sẽ có phương án để gửi phần quà này đến bạn nha. Còn bây giờ quay trở lại round thi đấu của chúng ta đây. Electronic có một tình huống double kill. Messi kịp thời đổi một nhưng ngay lập tức phải nằm xuống, hạ xuống của Perfecto. Perfecto làm đôi và có thể sẽ làm ba, không được rồi. Nhưng Pumish cũng không cho Zekino thêm một cơ hội nào cả. Lần trước thì là hai match point, lần này thì sẽ là ba. Natic còn cứu được hay không? Simbo vẫn đang dần một tình huống A ở đây để có thể không thể nữa rồi. Bây giờ Simbo phải A và thua, sau đó lại A phát nữa thì mới được 50 frag. Hơi khó cái viễn cảnh đó, gần như là câu chuyện khoa học viễn tưởng. Nào, để xem rằng bên phía của Na'Vi có hóa phép với Simbo được lên 50 mạng hay không. Bên phía Natic thì họ có vẻ như cũng hơi đuối rồi. Trải qua quá nhiều round đấu thì bây giờ cũng không còn được những cái tình huống thi đấu ấn tượng như trước nữa. Dẫu sao chúng ta vẫn có thể thấy đây là một tín hiệu tốt đến từ Natic khi họ gần như là một đội hình thay máu hoàn toàn, với nền tảng là anh chàng Crimzy, sau đó là những cái tên được giữ lại Roland, cùng với đó là Zekino, còn bộ đôi tân binh mới Alex cùng với Messi vẫn đang thể hiện tốt phong độ của mình. Ở đây Alex đang có rất nhiều lượng thông tin và Simple có check lại không đây? Câu trả lời là không. Messi và Alex mỗi người đều có mạng C4 thì vẫn chưa nhặt về. Bumit hạ gục đi Messi cũng không còn quá nhiều ý nghĩa nữa khi ở bộ đôi còn lại của Beat. Bộ đôi còn lại của Na'Vi là Beat cũng như Perfecto, thực sự cửa thắng của họ là rất thấp trong round thi đấu này. Và có vẻ như Natic sẽ cứu được thành công một cái match point đầu tiên. Đó là điều chắc chắn rồi. Và trong lúc mà Na'Vi đang vùng vẫy như thế này thì tôi sẽ lý giải cái câu hỏi của rất nhiều anh em có vẻ như là mới xem kênh. Và tại sao mà A vẫn thua được? Thì các bạn có thể đấy là hết giờ rồi mới kết thúc pha A của mình. Hoặc là City họ gỡ xong bom rồi thì các bạn mới A. Như vậy thì rất dễ để có thể A mà vẫn thua thôi. Ở đây thì Perfecto thôi, xong rồi. Giơ tấm lưng của mình ngọc ngà mình ra cho Alex bắn thì đó là một cái free kill. Và tỷ số sẽ là 19-21 cho Fnatic thôi. Không còn nhiều điều mà Beat có thể làm nữa rồi. Và không ngoài dự đoán thì thậm chí Beat còn ship thêm của Akai cho đối phương nữa. Và đừng bảo với tôi là bên phía Na'Vi có thể bằng cách nào đó đưa được chúng ta đến với cả loạt thi đấu overtime tiếp theo. Rất căng thẳng, mới chỉ là map thi đấu đầu tiên trong cặp yêu bà này thôi mà đã là một kèo thi đấu thể lực rồi. Natic họ vẫn đang rất ngoan cường và không muốn cho đối phương có thể giành chiến thắng một cách dễ dàng. Muốn đi qua được chúng tôi thì bạn cũng phải bỏ lại một điều gì đó, thậm chí có thể là map thi đấu đầu tiên. Rõ ràng là Natic bên phía City Side chúng ta cũng đã thấy trong lượt thi đấu second half là họ bắn tốt đến mức như thế nào. Đây, Brolin đang có một góc đứng đẹp nhưng cần phải kê lại sau lưng khi mà vị trí của Beat đang đẩy rất gần đến anh chàng này rồi. Một quả lửa đang căn vết nắn nót đến từ Simple nhưng vẫn chưa ném ra. Ở đây Brolin có lẽ sẽ là người đầu tiên nằm xuống mà thôi. Không, đã có Zekino cover lại. Sẽ là một tình huống bắn chéo tốt cho nhau. Và Beat mới là người không nên tò mò. Và giờ thì Na'Vi tiếp tục cố gắng kiểm soát lại khu A-Long thôi. Trong khi đó thì Meiji góc kề mà có lẽ sẽ không bị check đâu, nhưng Perfecto một tiếng tay quá to từ anh chàng này, lập tức lấy được cái mồm Meiji. Hơi đen nhưng mà Meiji kịp vả mồm rồi, đó chỉ là của F4. Và giờ thì Beat tiếp tục bắt thêm Brolin nữa. Và Na'Vi đang có cơ hội rõ ràng hơn bao giờ để kết thúc cái map overpass này. Không phải lúc này thì có đợi bao giờ đây Na'Vi ơi. 55 giây là quá đủ để Na'Vi có thể đi một vòng quanh map rồi. Và cộng với những cái lợi thế về người như này nữa thì không lý gì họ lại để thua cả khi Electronic bắt thêm cả Green Vest nữa.
hết thật với về phía Fnatic rồi. Mặc dù họ đã rất nỗ lực nhưng có lẽ là câu chuyện của TFT sẽ chỉ chấm dứt đây thôi. Nhưng Alex đổi được một nhưng cũng chỉ là một thôi, thì cũng vẫn đang là hạ 4v2, quá có lợi cho bên phía team Navi, trừ khi Jack Kino ở đây có một tiếng quẩy thực sự dẻo thì may ra mới có hy vọng cho Fnatic. Không có một tình huống quẩy dẻo nào đến từ Jack Kino cả. 13-30 không phải một chỉ số frag mà những opener mong chờ. Và bây giờ Alex, in-game leader của chúng ta, một người Anh quốc, liệu rằng có thể làm nên một tình huống tỏa sáng để đời hay không đây? Tình huống A-Clutch thì sao? Câu trả lời là không có tình huống nào cả. Navi họ kết thúc match thi đấu đầu tiên cực kỳ là căng thẳng với tỷ số đó là 22-19 trước các thành viên Fnatic. Trải qua được một cái match cực căng thẳng thì có lẽ bây giờ thì hãy cùng mình Hà Na nghỉ ngơi trong ít phút trước khi chúng ta quay trở lại với match tiếp theo trong mùa 3 này, đó chính là match đội đông. Hẹn gặp lại các bạn sớm thôi trên chính kênh sóng các bạn đang theo dõi.